những cái hệ số này các bạn có thể thấy là những cái hệ số này thì cho thấy ví dụ như là unemployment rate là cái cột đầu tiên ạ. Đấy. Thế thì các bạn có thể thấy là những cái hệ số này cho thấy rằng là cái tác động của cái dịch bệnh của cái quarter two thì là nó là cái làm cho cái tỷ lệ unemployment rate tăng lên. Vâng, và tất nhiên quarter one ở đây nó là reference group. Vâng. Đấy thì chúng ta có thể thấy là unemployment rate là nó tăng lên ở trong quý 2, quý 3 và quý 4. Đấy. Và cái kết quả này nó rất là có ý nghĩa rất là lớn về mặt thống kê, tức là nó strongly statistically significant different from zero. Vâng. Tức là những cái hệ số này nó có ý nghĩa rất là lớn về mặt thống kê. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ thất nghiệp tạm thời các bạn cũng có thể thấy là nó cũng là rất là strongly significant. Đấy. Và đồng thời trong đấy thì chúng ta thấy là cái gọi là cái tỷ lệ để mà có được công ăn cái việc ăn làm công ăn lương thì cũng giảm đi. Đấy, ví dụ như là ở đây chúng ta có thể đo thấy là ví dụ nhìn vào cái dòng đầu thì các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ có làm công ăn dư lương thì giảm đi khoảng chừng 0.017 tức là khoảng độ 2%, 2 điểm phần trăm, 2 percentage points. Đấy. Thế thì cái hệ số này là về mặt tuyệt đối nó là true 2 điểm phần trăm, nhưng mà về mặt tương đối thì là so với cái hệ số ăn so với là cái tỷ lệ wage job trước khi mà xảy ra dịch bệnh thì là nó là cái điểm 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 phần trăm là nó tương đối lớn nếu chúng ta tính về mặt tương đối. Và thế còn tương tự có công ăn việc làm với hợp đồng lâu dài chúng ta cũng thấy nó giảm đi. Có một cái công việc formal job tức là công việc tốt mà có bảo hiểm xã hội cũng giảm đi. Thế nhưng mà đến cột số 6 thì chúng ta có thể thấy là cái số lượng giờ làm việc thì không thay đổi nhiều. Và số lượng giờ làm việc không thay đổi nhiều, tức là những cái ước lượng này nó không khác đối với cả nó không có ý nghĩa thống kê và have no statistical significance. Thế còn về mặt lương hàng tháng thì như chúng tôi vừa nêu thì là chúng ta có thể thấy là nó đã bị giảm đi, vâng đúng không? Đấy, chúng ta có thể thấy là nó về mặt cái này nó là log outcome, cho nên là các bạn có thể thấy là lúc này chúng ta đo về mặt phần trăm, tức là cái hệ số này là phần trăm luôn, tức là lương giảm đi khoảng độ 10%, 11% trong quý 2, 7% trong quý 3, 8% trong quý 4. Vâng, và tương tự những cái tỷ lệ tức là đây là đang xét về là những cái tỷ lệ mà có những người làm công ăn lương mà nhận cái mức lương dưới mức lương tối thiểu ấy thì tăng lên, ví dụ như là tăng lên ở đây là tăng lên chừng độ 6 điểm phần trăm trong quý 2, 3 điểm phần trăm hay thậm chí 10 điểm phần trăm trong quý 4. Và đấy thì chúng ta có thể thấy là cái tác hại của dịch bệnh là đối với phần lớn những cái cả labor market. Vâng, thế thì tất nhiên chúng ta có thể thậm chí chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hơn là những cái tác hại của dịch bệnh không chỉ đối với ở mức quý mà chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn ở mức tháng. Vâng, nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu tới mức tháng thì một cái điều tốt là chúng ta làm được sâu hơn, nhưng mà bởi vì là cái dữ liệu thì nó cũng bị chảy nhỏ ra, cho nên là tất nhiên là những cái kết quả nó nhiều khi nó sẽ thay đổi ví mà. Và đấy thế nhưng mà khi mà kể cả khi mà chúng ta chia nhỏ theo mức tháng thì nhìn chung mà nói thì các bạn có thể thấy là cái kết quả nó không thay đổi nhiều. Cái bảng ba hơi khó nhìn cho nên là đây chúng tôi vẽ lại thành cái hình vẽ này để cho dễ nhìn hơn. Và đấy thì các bạn có thể nhìn thấy cái hình vẽ thứ ba, hình vẽ số 3 thì là chúng ta có thể thấy là cái bảng A thì là cái tác động của lệnh giãn cách đối với cả cái tỷ lệ thất nghiệp, thì chúng ta có thể thấy là trong tháng 4 và tháng 5 ấy là ngay sau khi mà thực hiện giãn cách xong thì nó tăng vọt lên. Đấy, đến tháng 6 thì nó giảm xuống một chút và nó tương đối bình ổn trong những tháng sau. Đấy. Thế thì cho thấy là cái tác hại đối với thất nghiệp thì là nó tăng vọt lên trong tháng 4, tháng 5 và sau đấy nó tương đối bình ổn cho những tháng sau. Thế đối với cái việc temporary layoff rate tức là thất nghiệp tạm thời thì tăng vọt lên trong tháng 4, sau đấy nó giảm xuống ở trong những cái tháng kế sau. Đấy.
Và tương tự như vậy, đối với những cái người mà có cái công việc job thì chúng ta có thể thấy tác hại nổi bật nhất là tháng 4, tháng 5. Và sau đấy tương đối bình ổn hơn cho các tháng sau. Number of working hours thì khi mà chúng ta phân tích ra kỹ hơn cho từng tháng thì trong tháng 4 rõ ràng là cũng có một cái tác động nhất định. Đấy. Và cái số lượng giờ làm thì giảm đi khoảng chừng độ 7%. Thế nhưng mà sau các tháng sau thì nó không thay đổi thì mấy, tức là nó không có khác biệt. Nó không có giá trị về mặt thống kê. Cái đường red line, tức là cái điểm zero, tức là nó giao với cả những cái đối giao đối với cả những cái line đấy, tức là chứng tỏ rằng là những cái này đấy là 95% confidence interval, cho nên là nó không có ý nghĩa về thống kê. Và như vậy là số lượng mà giờ làm việc là chỉ giảm nhiều trong tháng 4 thôi, còn những cái tháng sau thì chúng ta có thể thấy là không 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 có thay đổi mấy. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn vào lương monthly wage thì chúng ta có thể thấy là khi chúng ta chia nhỏ theo tháng, thì ví dụ như là tháng 4, tháng 5 là những cái tháng 4, tháng 5 của năm 2020, thì chúng ta có thể thấy là những cái tháng này thì lương lương hàng tháng giảm tới mức khoảng độ 13, 12% hay là tận 16% trong tháng 5. Thế nhưng mà khi sang các tháng sau thì cái mức vẫn còn giảm, nhưng mà tức là nó nhẹ hơn, nó chỉ giảm khoảng 5%, 7% hay là 3-4% thôi. Đấy, thế nhưng mà đến tháng 12 thì nó lại giảm 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 tụt hẳn đi. Đấy, thế nhưng mà chúng ta chưa có dữ liệu cho năm 2021, cho nên là chưa đánh giá được một cách đầy đủ những cái tác động này trong năm 2021. Thế còn thế nhưng mà một cái điều đáng lo ngại khác là như chúng tôi vừa mới trình bày ở trên, tức là những cái gọi là tỷ lệ những cái người workers mà có tỷ lệ lương ở dưới mức tối thiểu thì chúng ta có thể thấy là nó tăng lên ở cái mức đáng lo ngại. Ví dụ tháng 4, tháng 5 thì cái tỷ lệ này nó tăng lên chừng độ 6 điểm phần trăm trong tháng 4 và 9 điểm phần trăm trong tháng 5. Đấy. Và những cái này tất nhiên là nó strongly statistically significant, và sau đấy nó có bình ổn một chút, nhưng đến tháng 12 năm 2020 nó lại tăng vọt trở lại. Đấy, thế thì đấy là cũng là những cái điều mà đáng lo ngại mà chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Vâng, thế thì đấy là cái tác động của cái mô hình different different. Thế còn mô hình IDD thì sao? Vâng, thế thì cái mô hình IDD thì ở đây thì như chúng tôi vừa trình bày thì chúng tôi đánh giá cái tác động là thứ nhất là chúng tôi nhìn vào cái một năm xung quanh cái dịch bệnh. Thì như vậy thì chúng tôi có thể thấy rằng là cái tác động của dịch bệnh là nó gần như là nó rất là giống với cả cái mô hình different chúng tôi vừa mới cho thấy ở bên trên. Đấy, thế thì chúng ta vẫn thấy là cái dịch bệnh thì nó làm tăng cái tỷ lệ unemployment rate, tức là tỷ lệ thất nghiệp, tăng cái tỷ lệ thất nghiệp tạm thời, giảm cái tỷ lệ có công việc làm công ăn lương, giảm cái tỷ lệ công việc mà có hợp đồng dài hạn, giảm cái tỷ lệ công việc mà có bảo hiểm xã hội. Đấy. Tất nhiên nhưng mà nó lại không vẫn không có ảnh hưởng gì đối với cái số lượng giờ làm, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái monthly wage, là nó ảnh hưởng đến cái tiền lương hàng tháng. Và tức là have a wage below minimum wage là nó có ảnh hưởng. Đấy. Thế thì và thậm chí là cái mô hình ADD là chúng tôi cũng có thể mở rộng thêm, và chúng tôi nhìn đánh giá cho dữ liệu toàn bộ trong 6 năm vừa rồi, thì nếu như mà khi mà chúng ta mở rộng thêm ra như vậy thì cái tác động này nó vẫn tương đối là chắc, nó vẫn là robust, nó tương đối bình ổn, và thậm chí là lúc này chúng ta còn có thể thấy là những cái tác động đối với cả cái số lượng giờ làm, cái số 6 bây giờ chúng ta còn có thể thấy được những cái tác động với cái số giờ làm nữa. Chưa cho thấy là những cái tác động này nó tương đối là robust. Vâng, thế thì trong thực tế là ngoài những cái bảng vừa trên thì chúng tôi cũng có tiến hành những cái đánh giá tác động khác, người ta gọi là Robinick Check đấy. Và thế thì chúng tôi đánh giá cho rất là nhiều những cái mô hình khác, ví dụ như là những cái mô hình mà bây giờ chúng tôi bỏ ra những cái control variable như là age, gender hay education, hay là chúng tôi bỏ ra những cái mô hình mà có district fixed effect hay là geo fixed effect. Đấy. Hay là thậm chí thay vì district fixed effect thì bây giờ chúng tôi dùng cái province fixed effect thay vào đấy. Hay là thay vì dùng những cái nhóm đối chứng là trung bình của 5 năm trước từ 2015 đến 2019, thì chúng tôi bỏ ra một cái năm bất kỳ trong đấy, hay thậm chí chúng tôi chỉ xét theo nhóm từng 2 năm một hay 3 năm một.
Vâng, thì cái kết quả nó không không thay đổi mấy và nó tương đối là qualitative similar. Hay thậm chí chúng tôi chỉ dùng cái nhóm đối chứng là 1 năm thôi, 1 năm 1 trước năm 2020 thì kết quả tương đối như vậy. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng tiến hành một cái placebo test, tức là một cái kiểm định giả đấy. Thì cái kiểm định giả này là như thế nào? Tức là bây giờ các bạn biết là năm 2020 là cái cheat mình year, là cái năm mà có lệnh giãn thích xảy ra. Thế thì bây giờ giả sử bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một cái kiểm định giả là bây giờ thay vì năm 2020 thì chúng ta sử dụng một cái năm bất kỳ, ví dụ năm 2019, để thành cái intervention year hay là treatment year, để chúng ta cùng chạy lại cái mô hình đấy. Thế khi chạy lại như thế, nếu như mà kết quả của mô hình của chúng ta là đúng thì cái kiểm nghiệm giả này nó sẽ ra một cái tác động là bằng không cho những cái năm khác, khi mà chúng ta sử dụng những cái năm khác để làm cái treatment year. Đấy, bởi vì theo bản chất nó là placebo test mà. Đấy, chúng ta bỏ cái năm treatment year ra và chúng ta chỉ sử dụng một cái năm bất kỳ khác ở trong cái nhóm đối chứng để làm cái đánh giá. Đấy, thì khi mà chúng tôi làm cái placebo test đấy thì chúng tôi không thấy kết quả tác hại nào cả của những cái năm của những cái treatment year giả như vậy. Đấy, điều đấy là cho thấy là cái mô hình này nó là robust và nó chứng minh là năm 2020 đúng là cái năm mà có treatment year, có cái intervention là cái lệnh giãn cách xã hội xảy ra. Tôi không sâu những cái kết quả này bởi vì rất nhiều bảng biểu, chúng tôi có thể làm tới khoảng độ 20 cái bảng biểu để cho Robin check. Thì ở trong cái working paper thì nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì tí nữa chúng tôi có thể chiếu cái màn hình mà có những cái bảng biểu đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều bảng, thế cho nên là chúng tôi chỉ tóm tắt kết quả ở đây thôi. Vâng, thế thì vâng, bây giờ sang thì cái phần kết quả tiếp là bây giờ cái câu hỏi tiếp của chúng ta rằng là thế thì bây giờ cái tác hại của dịch bệnh là đối với toàn bộ nền kinh tế thì đã rõ ràng là như vậy rồi. Thế nhưng mà nếu chúng ta chia nhỏ ra, chúng ta nhìn vào ví dụ như là từng cái khu vực địa lý của đất nước, hay là chúng ta nhìn vào những cái nhóm dân số khác nhau, sống ở thành thị, sống ở nông thôn, hay là những cái nhóm dân số có học vấn khác nhau, hay là có độ tuổi khác nhau, thế thì cái tác động này nó là như nào? Và các bạn có thể thấy là cái hình 4 này cho thấy rằng là chúng ta cho thấy rằng là đây chúng ta nhìn vào ví dụ Việt Nam được chia làm 6 cái nhóm, 6 cái vùng miền lớn, six economic zone, 6 cái vùng kinh tế lớn là ví dụ như là vùng đồng bằng sông Mekong, hay là vùng vùng đông ví dụ ở vùng vùng Đông Nam đấy, vùng Đông Nam. Cái vùng Đông Nam này thì là bao gồm thành phố Hồ Chí Minh là một cái trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước đấy, hay là chúng ta có vùng đồng bằng sông Hồng, Red River Delta thì là bao gồm thủ đô Hà Nội. Và đấy, thế thì khi mà chúng ta chia các cái vùng này thì chúng ta có thể thấy là cái vùng mà có thành phố Hồ Chí Minh, cái vùng Đông Nam mà có trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thì cái vùng này bị tác động nhiều nhất đấy, lớn nhất đấy. Tất nhiên cái kết quả thì nó có thể về mặt ý nghĩa thống kê thì nó không phải là rất là khác so với các vùng khác, nhưng mà về mặt gọi là ý nghĩa về mặt kinh tế, về mặt economic meaning thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái tác động của cái vùng mà có thành phố Hồ Chí Minh là cái tác động nó rất là lớn. Ở đây nó là khoảng độ đây vâng, nó là 0.12 đấy, thế nên đối với cái vùng vùng này. Thế còn còn so với những cái vùng ví dụ như là vùng núi, vùng Tây Nguyên, vùng ví dụ như là vùng Central Highland tức là vùng Tây Nguyên, thì chúng ta có thể thấy là cái tác động nó rất là nhỏ nhỏ hơn nhiều. Nó chỉ khoảng bằng 1/5 lần của cái tác động của cái vùng Đông Nam này thôi, và thậm chí cái tác động của vùng Tây Nguyên nó còn không có ý nghĩa về mặt thống kê. Vâng, đấy. Thế thì so sánh mức kênh tương đối như thế để mà cho thấy rằng là cái dịch bệnh như vậy là nó có xu hướng nó ảnh hưởng nhiều hơn đến những cái vùng trung tâm kinh tế lớn của đất nước, ví dụ như là những cái vùng có thành phố Hồ Chí Minh, hay là có thể thủ đô Hà Nội, hay là cái vùng như là cái vùng Central Coast tức là vùng duyên hải ở miền Trung, thì cái vùng này bao gồm những cái đô thị lớn như là Đà Nẵng. Và thế thì các bạn cũng có thể thành đấy là cái tác động của cái vùng này nó cũng tương đối lớn, và nó cũng gần như là cái vùng Red River Delta đấy. Và thế thì nếu như mà tương như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào vùng miền của đất nước, thành thị nông thôn, thì chúng ta cũng có thể thấy là vùng thành thị thì bị ảnh hưởng nhiều hơn.
đấy, cái hệ số ở đây là 0 chấm chiếm 0 chấm khoảng 0.12, trong khi cái vùng nông thôn thì cái hệ số nó giảm đi một nửa khoảng chừng 0.07. Và đấy thì cái điều này cũng dễ hiểu, bởi vì là như chúng tôi vừa trình bày trên thì là khu vực thành thị thì là nó mới có nhiều hoạt động kinh tế, như vậy là cái tác động của dịch bệnh thì nó mới có nhiều khả năng nó xảy ra hơn. Và đấy, thế còn khi mà chúng ta nhìn vào xét xem các cái học vấn của các cái thành phần trong 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 các cái thành phần học vấn, thì chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết thì là mọi mọi thành phần học vấn đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là chỉ có cái nhóm mà những cái nhóm mà tức là gọi là có học vấn thấp, tức là còn chưa tốt nghiệp tiểu học thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thế thì tại sao? Bởi vì là chúng tôi cũng nghiên cứu sâu, chúng tôi cũng kiểm tra dữ liệu kỹ hơn, thì đa phần những cái nhóm mà chưa tốt nghiệp tiểu học này thì người ta làm nghề nông, người ta làm trong cái ngành nông nghiệp, người ta làm trong ngành nông nghiệp và người ta sống ở cái vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa. Đấy. Thế thì chính vì lý do như vậy cho nên là người ta không bị ảnh hưởng nhiều, không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Và thế thì sau đấy chúng tôi cũng có thể nghiên cứu đến đối với tuổi tác. Xin lỗi các bạn, cái nhóm tuổi đầu tiên là cái nhóm tuổi 61 và lớn hơn. Đấy, tiếp sau là nhóm 51 cho đến 60, 41 đến 50, 31 đến 40 và nhóm 30 tuổi và trẻ hơn. Thế thì tất cả các cái nhóm tuổi đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái nhóm người lớn tuổi là 61 tuổi hoặc già hơn thì người ta ít bị ảnh hưởng. Thế thì cái điều này thì chúng tôi cho rằng là bởi vì những cái nhóm người 61 và lớn hơn là đa phần là những cái người trong lớp tuổi hưu trí rồi. Cho nên tất nhiên người ta ít bị ảnh hưởng bởi vì cái đối với nền kinh tế, đấy, những cái tác động xảy ra trong nền kinh tế, hay là hoặc là những cái nhóm đấy là người ta gọi là trong cái chu trình gọi là life cycle, đối với cái vòng đời thì là đến một cái giai đoạn mà người ta tương đối bình ổn trong cuộc sống rồi về mặt kinh tế, cho nên là ít bị ảnh hưởng hơn. Vâng, thế thôi, sau đấy chúng tôi cũng nghiên cứu về mặt giới tính. Về mặt giới thì chúng ta có thể thấy là có vẻ như là nam giới bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút, nhưng mà cái sự ảnh hưởng đấy nó không đáng kể. Vâng, giữa nhóm phụ nữ và nam giới thì gần như là không khác biệt nhiều lắm. Vâng, và tiếp sau thì là đến các cái thành phần kinh tế. Thì chúng ta có thể thấy là nếu như mà chúng ta nghiên cứu các thành phần kinh tế thì ví dụ như chúng ta chia ra những cái thành phần như là được vốn đầu tư nước ngoài, hay thành phần kinh tế hộ gia đình, hay là nhóm thành phần kinh tế tư, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tác động nó không khác biệt nhiều, nhưng mà cũng có một cái điều tương đối thú vị ở đây là chúng ta có thể thấy là cái thành phần kinh tế tư, private sector, thì cái tác động nó là khoảng 0.10. Đấy. Thế nhưng mà đối với ngành ngành công, tức là những cái ngành như là kinh tế nhà nước hay là cơ quan nhà nước, thì chúng ta có thể thấy cái tác động nó thấp hơn hẳn, tức là nó không khoảng độ 0.05, vâng, đấy 0.05, khoảng bằng một nửa của cái ngành công ngành ngành kinh tế tư. Đấy. Đấy, như thế chúng ta có thể thấy cũng điều đấy cũng hợp lý, bởi vì là cái khu vực tư nhân thì rõ ràng là bị ảnh hưởng nặng nề hơn và trực tiếp khi mà nền kinh tế biến động, còn cái khu vực kinh tế công thì rõ ràng là tương đối ổn định hơn. Cái điều này thì xảy ra đúng với không chỉ Việt Nam mà kinh nghiệm và thực tiễn là nhiều nước khác trên thế giới là cũng có điều tương tự như vậy. Vâng, và tiếp sau đấy thì chúng ta cũng có thể chia ra các cái thành phần kinh tế khác, ví dụ như là theo xếp theo ngành nghề, ví dụ ngành nghề thấp, ngành nghề cao, ngành nghề quản lý. Vâng, thế nhưng mà chúng tôi không thấy cái sự khác biệt thay đổi nhiều. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu về những cái thành phần cái chia ra những cái ngành kinh tế, ví dụ như ngành dịch vụ, ngành khách sạn, nhà hàng, hay là ngành giao thông, đi lại, transportation, thì chúng ta thấy rất là rõ. Ở đây các bạn có thể thấy rằng là cái ngành như là, ví dụ như cái ngành mà bị ảnh hưởng nặng nề nhiều nhất là ngành khách sạn, nhà hàng. Đấy, vâng, các bạn có thể thấy là cái tác động là 0.10, khoảng 0.16, khách sạn, nhà hàng là bị ảnh hưởng nhiều nhất, và trong khi ngành dịch vụ cũng khoảng 0.15. đấy, hay là chúng ta cho thấy rằng là hai cái ngành đấy rất hợp lý, bởi vì là chúng ta có thể thấy báo chí cũng đưa tin là dịch bệnh xảy ra, các chuyến bay đều cấm, phương tiện đi lại khó khăn, thì rõ ràng là cái ngành du lịch dịch vụ là bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đúng không? Vâng, các nhà hàng cũng bị đóng cửa. Vâng, đấy, cho nên chúng ta thấy là rất là rõ rệt qua thể hiện qua những cái đánh giá này. Vâng, và nếu như mà một cách nữa là chúng ta có thể vẽ
những cái mức lương đấy, cho các vùng miền khác nhau. Thì ở đây chúng tôi vẽ theo cấp tỉnh, thì các bạn có thể thấy là những cái vùng cho cả nước, thì các bạn có thể thấy là những cái vùng mà được tô đậm, đậm màu sắc đậm hơn là bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đấy, thì các bạn nhìn trên bản đồ này thì các bạn có thể thấy là những cái vùng như là Đà Nẵng là ảnh hưởng nhiều nhất. Thì thủ đô Hà Nội cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nói chung là tương đối nhẹ hơn so với cả hai vùng kia khi mà chúng ta vẽ chia nhỏ ra cho từng tỉnh. Còn những cái vùng sâu vùng xa thì chúng ta có thể thấy là cái ảnh hưởng nó ít hơn. Và các cái vùng sâu vùng xa, cái vùng Tây Nguyên hay là những vùng sâu vùng xa. Vâng, thế thì còn còn đến cái cuối cùng thì là cái chỉ số quan trọng là về cái mức lương tối thiểu. Có lẽ để chúng tôi xin giải thích qua về cái mức gọi là về những cái phương trình sử dụng để đánh giá. Vâng, thế thì khi mà đánh giá cái gọi là cái ảnh hưởng đối với những cái nhóm mà vulnerable worker hay là những cái nhóm mà có cái mức lương tối thiểu, thì chúng tôi chạy cái mô hình là quintile regression, tức là chúng tôi chạy những cái regression cho từng cái nhóm lương khác nhau. Đấy, ví dụ như là quintile regression là tức là chúng ta nhìn vào trong cái wage income distribution, và chúng ta nhìn vào ví dụ như là 10, ví dụ như là quintile thứ nhất, quintile thứ hai, quintile thứ ba. Vâng, đấy, tức là có 5 cái quintile đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn vào những cái quintile khác nhau. Đấy, thế thì khi mà nhìn vào những cái nhóm quintile như thế thì chúng ta có thể chạy cái phương trình wage regression này. Chúng ta có thể chạy cái phương trình số 13 này. Đấy, ta chạy nó cho những cái nhóm khác nhau như vậy. Và sau đấy thì sau khi mà chúng ta đã chạy xong thì chúng ta có thể đo được cái tác động giữa hai, tức là cái phương trình 14. Đấy, cái phương trình 14 là cái phương trình mà đo cái tác động về mặt bất bình đẳng của những cái nhóm đấy. Thế thì cái phương trình 14 là sao? Cái phương trình 14 thì các bạn có thể thấy tức là nó được đo bằng hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái I wage one, tức là một cái function của cái biến wage one. Cái function đấy tức là nó tính ra những cái chỉ số bất bình đẳng Foster, Greig và Thunberg Index, tức là cái chỉ số FGD đấy. Và cái chỉ số này thì tương đối phổ biến nếu như mà chúng ta hay làm tính toán những cái chỉ số về đói nghèo và bất bình đẳng, thì chúng ta có thể thấy đây là một cái chỉ số được dùng rất là phổ biến. Và thế thì khi mà dùng áp cái chỉ số đấy vào và dùng cái biến ở đây là wage income để tính, thì chúng ta có thể thấy cái wage income one tức là những cái tiền lương hiện nay, tức là những cái tiền lương mà trong dữ liệu observed data, những cái tiền lương mà phản ánh những cái tác hại của dịch bệnh là tác động cho nền kinh tế. Vâng. Thế còn cái wage zero tức là cái tiền lương của cái nhóm đối chứng, của nhóm đối chứng là cái nhóm mà chúng tôi tính toán là giả sử mà cái lệnh giãn cách nó không xảy ra, giả sử mà không có dịch bệnh, thế thì cái tiền lương nó vẫn là như cũ. Đấy, thế cái tiền lương nó vẫn là như cũ. Thế thì cái nhóm quay chứng wage zero đấy thì nó được tính ở dưới thì rất là đơn giản, thì nó chỉ là tính bằng là nó là cái mũ của log wage one trừ đi là cái alpha three ở trong cái phương trình 13, tức là đánh giá cái tác động của COVID interacted với cả quarter 2, quarter 3 và quarter 4. Vâng, còn thế thì khi mà chúng ta dùng những cái con số như thế để mà tính toán, khi chúng ta dùng những con số như thế để tính toán thì chúng ta có thể thấy rằng là đây, vâng, thì khi mà chúng ta chạy cái quintile regression thì các bạn có thể thấy rằng là nếu các bạn nhìn vào giữa cái graph ấy, giữa cái graph của cái figure 7, thì các bạn có thể thấy là cái nhóm quintile 1, tức là nhóm những cái người mà gọi là thu nhập thấp nhất, nghèo nhất, vâng, thì là bị ảnh hưởng nặng nhất. Và thực sự ra là chỉ có cái nhóm này bị ảnh hưởng, trong khi những cái nhóm mà những cái nhóm khá giả hơn từ quintile 2, quintile 3, quintile 4, quintile 5 thì các bạn có thể thấy là nó không bị ảnh hưởng, bởi vì là những cái nhóm này là những cái đường này nó cắt với cả đường zero, tức là nó have no statistical significance. Và đấy, nó không bị ảnh hưởng. Đấy. Đấy. Thế thì chỉ có quintile 1 bị ảnh hưởng nhất. Và tương tự như vậy, nếu như mà chúng tôi chỉ nhìn vào cái gọi là cái bottom 40% hay bottom 10%, tức là 40% hoặc là 10% của cái distribution của những cái người mà thu nhập thấp nhất, thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái nhóm đấy nó bị ảnh hưởng mạnh hơn.
và đặc biệt là những cái người làm công ăn lương mà dưới có cái thu nhập dưới cái mức lương tối thiểu là bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở đây. Vâng, tức là cái tác động ở đây từ lên tới khoảng độ 19% cái mức giảm lương hàng tháng là cái mức giảm lương hàng tháng là 19% đối với những nhóm mà nằm trong thu nhập dưới mức lương tối thiểu. Vâng, thế thì đấy là một tỷ lệ tương đối lớn, tức là giảm khoảng 20%. Và cái mức 20% đấy nếu chúng ta so với toàn bộ các thành phần trong nền kinh tế thì cái mức lương giảm chỉ khoảng độ như chúng tôi vừa nêu ở trên chỉ khoảng độ 90%. Thế thì đối với những cái người mà lương tối thiểu là cái mức giảm của người ta là phải bằng gấp đôi so với cái ảnh hưởng đối với toàn bộ nền kinh tế. Đấy, tức là nhìn chung là như thế. Đấy, tức là cái ảnh hưởng của dịch bệnh của giãn cách xã hội đối với những cái nhóm yếu thế là thậm chí là tăng gấp đôi so với cái ảnh hưởng chung đối với nền kinh tế. Vâng, thế đấy là phương trình. Vâng, thế còn đây là cái kết quả cuối thì là thay vì là nhìn vào từng người thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái nhìn nền chung cái đánh giá tác động chung của cái mức gọi là của mức đói nghèo và bất bình đẳng chung của toàn bộ nền kinh tế. Thì chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta sử dụng những cái MCT index đấy thì cái chỉ số P0 và bên trái chỉ số P0 mà chính là cái headcount poverty rate, tức là chỉ số đói nghèo mà chúng ta hay thường thấy. Thế còn P1 thì tức là cái chỉ số poverty gap, là để đo cái mức độ không chỉ là đói nghèo mà còn là cái sự đói nghèo tới mức độ như thế nào, mà tức là cái khoảng cách giữa cái income của người ta đối với cái chuẩn đói nghèo. Và cái thế còn cái P2 này là nó là cái poverty gap index square. Tức là chúng ta bình phương cái chỉ số đấy lên, cái P1 này được bình phương lên, và cái P2 này thì là nó nhạy cảm hơn, nó đo một cách tốt hơn đối với cả những cái nhóm nghèo hơn. Đấy. Thế tức là nó cho những cái nhóm nghèo hơn một cái trọng số lớn hơn, một cái quyền số lớn hơn trong công thức. Như vậy là cái P2 này nó mang tính gọi là poor nhiều hơn là so với P1. Vâng, thế thì khi mà chúng ta nhìn vào đấy thì các bạn có thể nhìn thấy chúng ta nên tập trung nhìn vào cái cột difference là cái sự khác biệt relative difference. Thế thì chúng ta có thể thấy là cái tác động của lệnh giãn cách đối với cái chỉ số đói nghèo, đối với chỉ số dưới chuẩn đói nghèo mà theo đánh giá của chúng tôi thì là nó đã làm tăng lên tới hơn 30%, khoảng 32% những người làm công ăn lương mà dưới cái mức minimum wage. Đấy, vâng, thì chúng tôi dùng cái đấy làm cái coi giống như là cái chuẩn đói nghèo, cái mức minimum wage giống như là một dạng chuẩn đói nghèo. Vâng. Đấy, và cái mức tăng đấy là khoảng 26-27% nếu như mà chúng ta tính các cái chỉ số poverty gap index hay là poverty gap index square. Vâng. Thế còn về mặt bất bình đẳng thì một cái chỉ số mà được dùng khá phổ biến là chỉ số Gini index. Thì khi mà dùng cái nhìn vào cái chỉ số Gini index này thì chúng ta có thể thấy là cái mức tăng lên tương đối là khoảng độ 5%. Đấy, tức là cái mức bất bình đẳng nó tăng lên khoảng độ 5% thì đây là một cái mức tăng tương đối lớn đối với cả cái chỉ số Gini index. Và ngoài ra tất nhiên những cái chỉ số như là Thai index hay là 90th percentile over 10th percentile, tức là cái chỉ số này nó đo cái gọi là cái mức gọi là ví dụ cái mức lương của cái người mà vào khoảng top 10% giàu nhất. Đấy, thuộc về top 10% giàu nhất so với cái mức lương của cái người vào top vào cái mức 10% những người nghèo nhất, và tức là để đo xem cái độ rõ cắt nó là như thế nào. Đấy, thế nên nếu như chúng ta nhìn vào cái chỉ số này thì nó cũng tăng lên khoảng độ 7 chỗ này khoảng độ 7% ở đây. Vâng. Đấy, thế còn nếu như mà chúng tôi nhìn vào những cái chỉ số bất bình đẳng cao hơn, ví dụ như là top 5% những cái người lương cao nhất hay là những cái người 5% những cái người lương thấp nhất, thì chúng ta thấy thậm chí là cái mức tăng nó còn lớn hơn, cái độ giãn cách còn lớn hơn là 10 khoảng 13 14%. Đấy. Thế thì cho thấy là cái câu chuyện nó rất là consistent, nó rất là phù hợp với cả trên là chúng ta có thể thấy là cái tác hại của dịch bệnh là tất nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung. Thế nhưng mà đặc biệt đối với cả những cái nhóm yếu thế, đối với những cái nhóm mà lương thấp hơn dưới mức lương tối thiểu thì cái tác động nó còn lớn hơn nữa. Hay là nếu như mà những cái chỉ số của chúng ta mà có một cái trọng số hay quyền số mà quan tâm đến những cái nhóm thu nhập thấp hơn thì cái tác hại nó còn lớn hơn nữa. Đấy, 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 đấy là cái câu chuyện, đấy là cái kết quả chính mà chúng tôi lượng được khi tiến hành những tính toán như vậy.
Vâng, thế thì vâng, và đến phần kết thì chúng tôi xin phép tóm tắt lại là như vậy, cái nghiên cứu của chúng tôi với anh Nguyễn Đức Cường và anh Zero Colito, đấy là cũng là một trong những nghiên cứu sớm trên thế giới mà đánh giá cái tác động của cái lệnh giãn cách của dịch bệnh đối với những cái labor market outcome, tức là những cái chỉ số của thị trường lao động mà trong cái bối cảnh của một cái nước đang phát triển như là Việt Nam. Và chúng tôi đã sử dụng cái dữ liệu rất là phong phú, 6 6 cái vòng của Labor Force Survey giữa năm 2015 cho đến năm 2020. Và chúng tôi đã tóm tắt lại là chúng tôi đã thấy là cái lệnh giãn cách này thì là nó đã làm tăng lên cái tỷ lệ thất nghiệp, tăng lên cái tỷ lệ thất nghiệp tạm thời, nó giảm cái chất lượng của công việc khoảng bằng 10%. Và như vậy là và nó rất là và như vậy là nó làm tăng lên cái tỷ lệ mà những cái người mà có cái mức lương tối thiểu làm việc nhận cái mức lương tối thiểu khoảng 30%. Và thế thì những tỷ lệ này là tương đối lớn và tác hại nặng nề đối với cả những cái nhóm vulnerable worker, những cái nhóm yếu thế mà như chúng tôi nói. Vâng, thế thì ý nghĩa về mặt chính sách của nó thì tôi nghĩ là tương đối rõ ràng. Vâng, tức là sao? Tức là những cái nhóm là một cái ý nghĩa mà chúng tôi cho rằng là có thể nó rất là trực tiếp, nó liên quan đến cái hiện trạng gần đây, tức là những cái nhóm yếu thế này thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và như vậy là khi mà chính phủ có những cái gói nhỏ, có những cái gói cứu trợ thì chúng ta cần phải chính phủ nên tập trung để mà có những cái gói cứu trợ dành cho những cái nhóm gọi là những cái nhóm yếu thế hơn, phải không? Những cái nhóm những cái nhóm mà thu nhập ở dưới cái mức gọi là minimum wage thì cần phải đặc biệt chú ý, bởi vì cái tác động đối với những cái nhóm này thậm chí thì nó còn gấp đôi so với cả cái nền kinh tế quốc gia nói chung. Và thế thì như vậy là những cái ý nghĩa và chính sách thì là tương đối rõ ràng. Và tất nhiên chúng tôi cũng khẳng định nữa là có những cái ngành nghề kinh tế thì nó bị ảnh hưởng nhiều nhất, ví dụ như những ngành như nghề như là khách sạn, nhà hàng đấy, hay là những cái ngành như là giao thông vận tải thì rõ ràng chúng ta thấy là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và thế thì hay là chúng ta nhìn về những cái độ chúng ta nhìn về những cái thành phần dân số thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái nhóm nhất định là bị ảnh hưởng nhiều hơn đấy. Và như vậy là những cái ý nghĩa chính sách thì là cũng tương đối phong phú. Thế có lẽ là chúng tôi xin dừng ở lại đây và cũng còn chắc cũng còn khá nhiều thời gian thì chúng ta sẽ dành để cho phần trao đổi và thảo luận và đặt câu hỏi. Vâng. Thế có lẽ là vâng, thế đề nghị anh Vũ Hồng Linh cho biết là có cần có câu hỏi hay trao đổi gì không ạ? Vâng. Anh Linh đang mute, có khi anh Linh phải bật mute chứ. Ok, được rồi. Trước hết là xin rất là cảm ơn tiến sĩ Đặng Hoàng Hải Anh đã có một cái bài trình bày rất là hay. Thực sự là tôi rất là ấn tượng với cái bài trình bày của anh Hải Anh, bởi vì nó rất là chi tiết, nó rất là đầy đủ rất nhiều phương pháp. Thông thường khi mà tôi làm nghiên cứu ở Việt Nam trong các bài báo thì chúng tôi rất là khó mà có một cái paper nào nó vừa chi tiết và áp dụng nhiều phương pháp như thế này. Cụ thể chẳng hạn là anh Hà Anh đã làm rất là nhiều bước để từ cái việc mà xác định dùng cái phương pháp different inference, rồi anh lại dùng cả cái phương pháp mà regression discovery, và anh sử dụng rất nhiều cái công cụ mà để kiểm tra xác định lại kết quả. Thì tôi thấy rằng đây là một cái mà bản thân các nhà nghiên cứu của chúng tôi cũng như các bạn sinh viên chúng ta có thể xem đấy như là cái mẫu mực để chúng ta tiến hành trong công việc nghiên cứu. Thực sự là để những cái bài như thế này tôi nghĩ rằng là thường những cái tạp chí nó phải rất là tốt thì có thử cho tạp chí rất là tốt, để thậm chí những cái tạp chí mà cũng như là chuẩn đã không đòi hỏi quá nhiều là cái thủ thuật cũng như cái những cái kỹ thuật để chụp để hoàn thiện như vậy. Thứ nhất về mặt hàm lượng khoa học tôi đánh giá rất là cao cái bài của tiến sĩ Đặng Hoàng Anh cùng các đồng tác giả, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Việt Cường bên quốc tế khoa quốc tế trường đại học quốc gia.
Vì tôi thấy rằng là về những cái hàm ý chính sách của cái nghiên cứu này cũng rất là thú vị. Được nghiên cứu chỉ ra là cái ảnh hưởng của COVID năm 2020 nó rất là sâu và rất nặng với cả nền kinh tế. Mặc dù chúng ta thấy rằng là bây giờ nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng năm 2020 là một năm khá nhẹ nhàng với đa số mọi người đang ngồi đây. Thì chúng ta sẽ một tháng giãn cách, trong một tháng giãn cách đấy, cái số ca COVID khá là thấp. Và sau đó thì cuộc sống nó cũng quay trở lại khá là bình thường với hầu hết mọi người. Mà khi mà chúng ta nhìn vào nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng hóa ra không phải như vậy. Cái ảnh hưởng của COVID đến nền kinh tế nó và đến người nghèo nó nặng hơn rất nhiều. Thì nghiên cứu chỉ ra rằng là ảnh hưởng nặng nhất là đấy là những người nghèo và những người mà lao động làm trong những ngành dịch vụ dễ bị ảnh hưởng COVID. Đồng thời những người lao động ở cái mức lương mà mức gần với mức lương tối thiểu. Những người mà trong cái hoàn cảnh họ đã khó khăn thì họ sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Và cái ảnh hưởng này nó không phải phục hồi ngay sau tháng 5, tháng 6 mà nó ảnh hưởng khá là dài cho tới gần cuối năm mới bắt đầu phục hồi trở lại. Và khi bắt đầu phục hồi trở lại thì chúng ta thấy một cái làn sóng COVID thứ hai, và trong nghiên cứu của anh Hải Anh cũng có chỉ ra đấy, tháng 12 tất cả mọi thứ này, tình trạng là nền kinh tế lại rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng COVID lại rất là nặng, ảnh hưởng đến việc làm rất là nhiều. Thì bây giờ thì chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu vào trong cái phần Q&A. Thì tôi thấy rằng là đây cũng khá là nhiều diễn giả, khá là nhiều người tham dự, và tôi rất là mong có thể nhận được những cái câu hỏi cũng như những cái nhận xét của các nhà nghiên cứu cũng như là các bạn sinh viên. Thì trước hết là tôi thấy là có vài câu hỏi đã được gửi, một hai câu hỏi như đã được gửi ở đây, tôi sẽ đọc ra. Trong phần chat ở đây có một câu hỏi là cảm ơn thầy đã trình bày kết quả khá thú vị, thầy cho em hỏi số hiệu để phân tích có dùng trọng số hay không, dùng quyền số hay không, vì số hiệu đại diện theo quý nên nếu phân tích theo tháng thì không có quyền số. Thì câu hỏi thứ nhất là trong nghiên cứu là có sử dụng quyền số hay không, và trong phần này thì mình chỉ có một câu hỏi đấy. Thì không biết là thầy Hải Anh chưa biết rằng về trả lời câu hỏi này. Tiến sĩ Hải Anh, trong nghiên cứu của anh có dùng quyền số không ạ? OK, dạ vâng, và xin lỗi, bạn ấy không ăn mưu được. Vâng, cảm ơn anh Linh vì những nhận xét vâng rất là mang tính tích cực và động viên cho bài nghiên cứu của chúng tôi. Vâng, thế còn về câu hỏi của bạn vừa nêu thì chúng tôi xin trả lời là chúng tôi có sử dụng quyền số đầy đủ ở trong những cái phân tích này và trong những cái hàm hồi quy, những cái regression results thì chúng tôi cũng dùng hết và thật ra mà nói thì tất nhiên chúng tôi có dùng weight, nhưng mà trong một số cái regression chúng tôi không dùng weight thì cái kết quả nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Và, nhưng mà tất nhiên những cái summary statistic thì bắt buộc chúng ta phải luôn luôn dùng weight. Câu hỏi thứ hai tôi nhận được là xin tiến sĩ cho biết là những hạn chế của nghiên cứu khi dùng hồi quy tuyến tính. Dạ vâng, đây là một câu hỏi vâng rất là hay. Thế thì chúng tôi xin phép trả lời rằng là ở trong bài này thì chúng tôi mặc dù cái kết quả chính là chúng tôi sử dụng cái phương pháp different in different, thế nhưng mà song song với đấy thì chúng tôi cũng sử dụng những cái phương pháp như là regression discontinuity design. Vâng, thế thì cái regression discontinuity design thì nó được coi là cái quasi experimental method, cho nên là nó có thể gọi là khắc phục được những cái gọi là những cái điểm còn hạn chế của những cái phương pháp tuyến tính giống như là linear regression ở trong different in different.
Thế nhưng mà cũng cũng nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thông cũng xin nói là thật ra mà nói khi mà chúng ta rất nếu chúng ta rất kỹ thì lý tưởng ra mà nói thì chúng ta có một cái experimental design để mà chúng ta phân tích bởi vì như thế là tốt nhất. Thế nhưng mà trong thực tế thì chúng ta đều biết là dịch bệnh xảy ra như vậy cho nên là cái mô hình mà dùng gọi là randomization thì gần như là không có được. Vâng, thế cho nên là cái mô hình mà đa phần các cái bài nghiên cứu mà cũng ở những cái tạp chí gọi là hàng đầu hiện nay người ta cũng chỉ dùng different in different thôi, và còn nếu tốt hơn thì người ta dùng được cái quasi experimental design giống như là cái regression discontinuity design mà chúng ta đã làm. Có một câu hỏi là tính xin tiến sĩ cho biết cái nhận định năm 2021 này về cái biến chủng Delta chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động trong việc làm này, thì hy vọng thầy sẽ có nghiên cứu cho năm 2021. Dạ vâng, cảm ơn bạn đã nêu câu hỏi đấy. Vâng, chúng tôi cũng rất là mong muốn là có thể tiến hành được đánh giá tác động trong năm 2021. Thế nhưng mà có một cái thực tế là nếu 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 các bạn làm công việc phân tích dữ liệu nhất là micro survey data thì các bạn sẽ cũng cũng có thể nắm được là luôn luôn có một cái độ trễ trong giữa cái việc mà thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Đấy, nói đơn cử như là cái dữ liệu ở Labor Force Survey năm 2020 thì gần đây chúng tôi cũng mới gọi là tiếp cận được cái dữ liệu của năm 2020 cho đến cuối của năm 2020. Đấy, mặc dù cũng chỉ mới một vài tháng trước đây thôi. Đấy, thì cho thấy rằng là luôn luôn có một độ trễ giữa cái việc mà thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Thế còn nếu trong năm 2021 thì nhiều khả năng là chúng ta phải đợi đến cuối năm thì cái dữ liệu Labor Force Survey mới được thu thập đầy đủ hết cho cuối năm 2021, thì có thể nhiều khả năng là giữa năm 2022 thì chúng tôi mới tiếp cận được cái dữ liệu đấy. Vâng, nhưng mà tất nhiên là hy vọng là về sau có thể là Tổng cục Thống kê sẽ có những cái cách nào mà chia sẻ được dữ liệu sớm hơn và nhanh hơn nữa thì chúng tôi có thể phân tích được nhanh hơn. Vâng, cảm ơn. Câu hỏi tiếp là xin thầy vui lòng cho biết có tách được ảnh hưởng của nền kinh tế chính thức và phi chính thức không? Có sự khác biệt gì không? Xin lỗi anh Linh nêu lại câu hỏi được không ạ? Bạn định nghe không rõ. Xin thầy câu hỏi là xin thầy cho biết có tách được ảnh sự tác động của nền kinh tế chính thức và phi chính thức hay không? Và có khác biệt gì không? Xin cảm ơn. Dạ vâng, cái này thì cái câu hỏi này thì vâng, thế thì có lẽ là chúng tôi cần phải kiểm sâu hơn. Vâng, vì sự thật là cái để trả lời được câu hỏi này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là có một cái vấn đề về dữ liệu, tức là làm sao mà cái nếu trong cái Labor Force Survey mà chúng ta có thể phân tách được ra cái nền kinh tế informal economy và formal economy thì chúng tôi mới làm được, bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ dữ liệu đúng không? Vâng. Thế thì hiện giờ thì không làm được, nhưng mà trong một cái chương mục nào đấy thì những cái kết quả của chúng tôi cũng cho thấy rằng là những cái người worker mà làm việc với cái mức lương mà dưới mức lương tối thiểu thì các bạn cũng có thể hình dung là trong trong theo theo chúng theo tôi được nghĩ thì theo tôi hiểu thì là những cái người công nhân, những cái người worker mà có mức lương dưới mức lương tối thiểu mà không có hợp đồng lao động và không có cái công việc tốt ở Việt Nam thì đấy là gần như là đa số những cái người đấy là trong cái informal sector. Tất nhiên nó không đại diện một cách gọi là hoàn toàn hoàn hảo. Thế nhưng mà chúng ta có thể hình dung rằng là đấy là cái nhóm gọi là đa số chính. Và còn tất nhiên những cái người mà không có công ăn việc làm hay là những cái nhóm worker mà thậm chí có thể nói là ví dụ như là còn không có tiền lương hay là ví dụ là không nằm trong cái thống kê đấy thì có khả năng là có một cái nhóm như thế. Nhưng mà tất nhiên nữa chúng tôi sẽ phải suy nghĩ thêm xem có nguồn dữ liệu nào đủ mạnh để mà chúng ta có thể phân tích được không? Dạ vâng, cảm ơn. Tiếp theo xin mời cô Tú ạ, Phó giáo sư Trần Thị Thanh Tú ạ. À, vâng, xin cảm ơn thầy Linh đã cho tôi phát biểu ạ. Giơ tay từ nãy giờ mỏi hết cả tay giờ mới được phát biểu. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Hải Anh về cái bài nghiên cứu vô cùng là thú vị. Và cá nhân tôi thì quả thực là cũng học hỏi rất là nhiều từ cái phương pháp nghiên cứu cũng như là cách thức về nghiên cứu.
có vẻ như mạng của cô đang bị lỗi. Hình như có một số câu hỏi ở trong cái phần chat đúng không? Vâng. Thế nếu không thì trong lúc chờ đợi chị Tú thì hay... chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu câu của Hưng này. Hưng này. Câu này hơi dài nhưng Hưng ơi, em có ở đây thì em đặt cương câu hỏi đi. Vâng ạ. Vâng. Alo chờ một chút. Alo ạ. Vâng. Hưng cương chờ một chút. Vâng. Dạ vâng, tôi xin lỗi ạ. Dạ vâng ạ, tôi xin phép được nói tiếp ạ. Dạ vâng, rất là xin lỗi các quý vị. Một lần nữa thì tôi rất là cảm ơn tiến sĩ Hải Anh đã có các bài trình bày quả thực là rất là tuyệt vời, cả về phương pháp cũng như là các cái kết quả nghiên cứu. Thì tôi xin phép có 3 câu hỏi từ các kết quả nghiên cứu của tiến sĩ và nhóm tác giả về các cái hàm ý chính sách. Thứ nhất là trong nghiên cứu của tiến sĩ và nhóm tác giả có chỉ ra là cái nhóm đối tượng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là cái nhóm đối tượng mà những người mà ở cái mức lương dưới cái mức lương tối thiểu, đúng không ạ? Cái mức giảm thu nhập của họ thậm chí là còn giảm nhiều gấp đôi so với mức giảm trung bình của các nhóm đối tượng khác trong nền kinh tế. Thế thì từ đấy mình mới link với cái chính sách hỗ trợ của Việt Nam hiện nay đang thực hiện đối với những cái người mà dễ bị tổn thương, thực hiện ví dụ như thực hiện cái gói hỗ trợ 26.000 tỷ ạ. Thế thì ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì cái mức hỗ trợ hiện nay đang là ở cái mức thấp nhất đối với người mà tạm thời mất hợp đồng lao động, ví dụ như là 1,85 triệu hoặc là đối với những người mà bị mất việc làm là 3,71 triệu. Thì theo tiến sĩ là cái mức hỗ trợ đấy nó có phù hợp với cái kết quả nghiên cứu của tiến sĩ hay không? Câu hỏi thứ hai của tôi nó liên quan đến là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ cũng chỉ ra rằng là cái nhóm mà làm việc trong khu vực tư nhân là bị ảnh hưởng nhiều hơn đối với cái nhóm mà làm việc trong khu vực công. Vậy thì trong khi đó, trong điều kiện nền kinh tế bình thường thì khu vực tư nhân chính là khu vực mà đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế. Vậy thì chính phủ cần có cái hỗ trợ gì đối với khu vực tư nhân, đặc biệt trong cái bối cảnh COVID hiện nay? Câu hỏi thứ ba của tôi cũng liên quan hàm ý chính sách. Tiến sĩ là nghiên cứu chuyên gia nghiên cứu trưởng của Ngân hàng Thế giới. Vậy thì tiến sĩ có thể so sánh gì giữa cái chính sách hỗ trợ của các nước phát triển, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, họ cũng thực hiện cái chính sách hỗ trợ đối với những người dễ bị tổn thương, so với những cái chính sách hỗ trợ những cái đối tượng dễ bị tổn thương ở Việt Nam cũng như là các nước đang phát triển? Và xin cảm ơn tiến sĩ ạ. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Thanh Tú. Dạ vâng, những cái câu hỏi chị nêu ra nó rất là thiết thực và theo đánh giá của chúng tôi là rất là sát với cả tình hình ở Việt Nam và liên quan tới dịch bệnh. Vâng, thế thì một số câu hỏi của chị cũng rất là hay về mặt chính sách. Vâng, thì thứ nhất là về cái mức hỗ trợ đối với cả cái người lao động ấy, như mức chị nêu là khoảng tiền ấy. Vâng. Thế thì vâng cũng xin phép được nêu là thật ra mà nói thì trong cái những cái đánh giá này của chúng tôi thì nói chung là nó ở cái mức gọi là có lẽ là vĩ mô hơn một chút, cho nên là nó chúng tôi sẽ phải tính toán dựa vào đấy, chúng tôi phải tính toán kỹ hơn thì mới được ra những cái con số trước cấp cụ thể. Nhưng mà theo tôi được biết thì là qua những cái một số con số mà báo chí nêu lên thì ví dụ những cái hộ gia đình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình nếu như mà người ta thu nhập mà bị mất thu nhập mà thì thường thì cái chi phí thuê nhà của người ta là khoảng độ 1,5 triệu một tháng. Đấy, thế thì có một số cái đánh giá khác thì cho một số thống kê khác cho thấy là những cái chi phí thu nhập thuê nhà thì vào khoảng độ từ khoảng 15-20% tổng thu nhập. Vâng, thế thì nếu như mà chúng ta dựa vào những cái con số đấy để chúng ta điều chỉnh cái mức gọi là trợ cấp cho nó thiết thực thì có lẽ là tốt nhất. Vâng, đấy thì chúng tôi nói ví dụ nếu 1,5 triệu là cho tiền thuê nhà, ví dụ tiền ăn trường độ 2-3 triệu và những cái chi phí sinh hoạt khác nữa. Vâng, thế thì nếu cộng những cái con số lại đấy lại thì chúng ta cũng có thể thấy là chòm chèm đi đến cái mức khoảng độ 3 triệu hơn 3 triệu giống như chị nói. Vâng, thế thì có lẽ là cái con số đấy là tương đối chính xác. Vâng, thế còn là vâng, thế còn vấn đề câu hỏi thứ hai chị nêu là đối với cái nền private sector, tức là cái khu vực tư nhân mà bị ảnh hưởng nhiều hơn của dịch bệnh. Vâng, thế thì rõ ràng là vâng như chúng tôi vừa nêu thì là như chúng tôi vừa nêu là đây là cái kinh nghiệm chung của các nước rồi, cái thực tiễn chung của các nước, những cái nước giàu hơn như là Anh, Mỹ thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái private sector nó cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn.
Vâng, thế thì cái biện pháp, cái giải pháp mà các nước đưa ra thì cũng tương đối là đa dạng, và ngay cả Việt Nam cũng đã đưa ra một số giải pháp. Vâng, thì theo chúng tôi thì một số cái giải pháp mà tương đối tốt mà chúng ta nên tiếp tục tiến hành, đấy là chúng ta nên tiếp tục giảm thuế cho những cái doanh nghiệp ở trong cái private sector. Bởi vì nói một cách đơn giản là bây giờ nếu những cái doanh nghiệp đấy mà người ta không hoạt động, hay là người ta không có thu nhập, người ta không có nguồn thu nữa, thì tất nhiên là chúng ta phải giảm thuế. Đấy, chúng ta giảm thuế. Không những giảm thuế mà chúng ta, một cái biện pháp mà các nước hay dùng là người ta có một cái biện pháp nó gọi là Employment Guarantee Scheme. Đây đây là cái biện pháp mà được các nước châu Âu rất là nhiều. Tức là đối với những cái doanh nghiệp tư thì người ta muốn các doanh nghiệp tư không muốn sa thải người lao động. Bởi vì là cái việc sa thải người lao động thì xét về mặt gọi là vi mô cho từng cái doanh nghiệp thì là nó lợi ích cho doanh nghiệp, bởi vì rõ ràng doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận thì cần phải sa thải người lao động thì sẽ bớt được tiền lương nên doanh nghiệp không phải trả lương. Đấy, thế nhưng mà về mặt vi mô đối với toàn bộ nền kinh tế thì nó lại có một cái tác động rất là tác hại, ở chỗ rằng là bây giờ doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp nhỏ mà sa thải người lao động thì đến lúc nền kinh tế phục hồi thì người ta lại phải tuyển những cái người lao động đấy lại, người ta lại phải tuyển mới lại, và như vậy là có một cái sự chi phí và cái độ trễ thời gian trong cái việc mà tuyển dụng lại lao động, và như vậy thì xét về mặt vĩ mô mà nói thì cái nền kinh tế nó không thể nào vận hành một cách trôi chảy, một cách thuận lợi được. Đấy, vâng. Thế chính vì lý do đấy như vậy cho nên là các nước châu Âu thì một cái biện pháp rất là hay người ta sẽ sử dụng là người ta có những cái Employment Guarantee Scheme, tức là người ta trợ cấp, chính phủ trợ cấp trực tiếp cho các cái doanh nghiệp. Ví dụ như là chừng 70% hay 80% lương cho những cái người lao động, mà thậm chí doanh nghiệp có thể trợ cấp 70-80% lương cho người lao động. Người lao động chỉ cần ở nhà, không làm gì cả. Đấy. Thế nhưng mà khi mà hết dịch bệnh một cái, khi nền kinh tế trở lại bình thường, thì doanh nghiệp sẽ có thể yêu cầu người lao động cần phải quay trở lại để mà làm việc luôn. Đấy. Thì như vậy là cái nền kinh tế nó sẽ, cái chuỗi cung cứng, cung cung cầu hàng hóa nó không bị đứt gãy và nó có thể vận hành được một cách liên tục và nhanh chóng. Đấy, vâng. Vâng, thế còn trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là có một số những cái chi phí là có thể là giảm điện nước hay là internet, hay thậm chí gần đây là chúng tôi cũng nghĩ là một số cái như là ví dụ là ngân hàng. Một số ý kiến chuyên gia ở đây nêu lên là mặc dù là hôm trước chúng tôi cũng có nói chuyện với cả một cái người bạn ấy, vâng, làm việc trong một cái doanh nghiệp trong ngành trong ngành giày dép may mặc, cũng là một trong những doanh nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, thì anh ấy cũng có nêu lên một cái thực tế là mặc dù dịch bệnh xảy ra như thế, các doanh nghiệp thì vẫn phải trả lãi ngân hàng đều đặn. Đấy, tức là ngân hàng thì vẫn thu tiền lãi đều đặn trong các cái cho các cái khoản vay mà không hề giãn nợ, không hề giảm nợ, không hề giảm giảm lãi gì cả. Đấy, thế thì chúng tôi nghĩ đấy cũng là một cái vấn đề mấu chốt, bởi nếu như mà tiền vay mỗi đều đặn, ngân hàng vẫn phải, mà các doanh nghiệp vẫn phải trả trong khi không có nguồn thu, thế thì đấy cũng là một cái tác hại rất là không không có thể tác hại không nhỏ cho đến cái hoạt động của doanh nghiệp. Thế thì chính phủ có thể là tìm các cái biện pháp làm việc với các cái ngân hàng, có thể ngân hàng đối với ngân hàng trung ương, hay làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại để tạo ra những cái gói trợ giúp để mà giúp giãn những cái thuế và những cái gọi là những cái lợi, những cái lãi vay ngân hàng, giúp đỡ cho cái doanh nghiệp được tốt hơn. Vâng, thế còn cái câu hỏi cuối cùng mà chị nêu ra thì nó cũng rất là toàn diện, mang tính bao quát, tức là đối với cả những cái nước giàu thì chúng ta, người ta có những cái biện pháp gì nữa. Vâng, thế thì chúng tôi cũng xin nêu một cái là cũng cũng trực tiếp có thể liên quan đến Việt Nam, là một cái bài học kinh nghiệm, một cái biện pháp mà được nước Mỹ áp dụng trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi, là như 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 các bạn đều biết, như chị và các bạn đều biết là ở Mỹ thì là có một cái thành phần rất là lớn là những cái người làm công, những cái worker là người ta đi thuê nhà. Thế cho nên là mình đi thuê nhà, và trong cái trường hợp dịch bệnh xảy ra thì những cái nhóm đấy hoặc là giảm thu nhập hoặc là mất công việc. Thế thì chính phủ Mỹ người ta có một cái biện pháp là người ta yêu cầu những cái người chủ thuê nhà, những cái người chủ trọ là trong cái thời gian xảy ra dịch bệnh, trong vòng độ nửa năm hay là gần một năm gì đấy, là cho dù những cái người mà thuê trọ người ta không trả được tiền nhà thì cũng không được phép đuổi người ta đi. Đấy, có hẳn một cái chính sách như vậy, người ta gọi là moratorium ban on eviction. Nếu 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 tôi nhớ chính xác là như vậy, tức là bình thường ở Mỹ có một cái luật là nếu như mà anh mà đi thuê nhà và trong vòng khoảng 3 tháng mà anh không trả được tiền nhà, là người chủ thuê nhà là có thể yêu cầu cảnh sát, yêu cầu tòa án đến để mà đuổi những cái người thuê ra khỏi nhà.
Và người ta làm cái việc đấy rất là chắc chắn và rất là đều đặn, và đấy là một cái thực tế ai cũng chấp nhận đấy. Thế nhưng mà trong cái thời gian xảy ra dịch bệnh thì chính phủ Mỹ chặn những cái việc đấy lại và bảo là những cái người đã bị mất việc, dù mất việc hay không mà trong thời gian đấy người ta không trả được tiền thuê nhà thì chủ nhà cũng đành phải chấp nhận, không thể đuổi người ta đi. Vâng, thì cái biện pháp đấy thì, và song song với đấy thì chính phủ cũng tăng cường trợ cấp cho những cái thu nhập thấp. Thế thì kết hợp cả mấy biện pháp an sinh xã hội cùng lúc, và như vậy đã giảm thiểu được rất nhiều những cái nó gọi là cái vấn đề social unrest, tức là những cái bất an xã hội. Đấy, giống như chúng ta đọc báo thì chúng ta thấy rất là rất nhiều những cái lao động nghèo nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh đợt vừa rồi là người ta phải tìm mọi cách người ta đi về quê, đúng không? Người ta tìm một cách di cư về quê vì là người ta không có việc, không trả được tiền nhà và không đấy, thì nếu có những cái biện pháp như vậy chúng tôi nghĩ là cũng có thể là giúp ngăn ngăn được, giảm thiểu được những cái vấn đề như vậy. Tôi cũng xin nhận xét là cái vừa rồi cái phần trình bày của tiến sĩ Hà Anh ấy, mặc dù là nó không hoàn toàn là nằm trong cái phạm vi nghiên cứu của cái phân tích, nhưng mà anh Hà Anh nêu ra một số cái giải pháp, một số cái vấn đề rất là hay. Tôi nghĩ rằng là trên cơ sở đấy ấy, thì chính phủ có thể triển khai một số cái chương trình trên cơ sở học tập kinh nghiệm các nước. Và đây cũng là một, tôi cũng còn muốn có một cái gợi ý ở phía các tác giả thì nghiên cứu của chúng ta. À, rất là hay, nhưng mà vẫn là kiểu mang tính chất học thuật, thì bằng cách nào chúng ta biến từ học thuật này thành những cái bài báo hay những cái bài nó có ít tính chất là kỹ thuật hơn, đi kèm với cả những cái giải pháp của chính sách cụ thể. Ví dụ các anh có thể viết trên những cái báo như là VnExpress, trên Tuổi Trẻ, những cái nội dung như vậy, thì tôi nghĩ là nó sẽ có thể đóng góp rất là nhiều cho những cái thảo luận liên quan tới chính sách của Việt Nam. Cảm Vâng, ơn anh Lịch và cảm ơn chị Thủy. tiếp theo thì xin mời anh Nguyễn Thế Hưng ạ, có câu hỏi. Mời anh Hưng. Alo ạ. Dạ, anh Lịch nghe được em, mọi người nghe được không ạ? Được. Dạ vâng. Đầu tiên em cảm ơn cái bài trình bày của anh Hải Anh, rất bài em học được rất nhiều từ bài này. Em học được rất nhiều bài này về từ cái bài nghiên cứu của anh, nhất là cái phương pháp different and different. Em có một cái ý kiến này cũng xin được trao đổi và cũng xin ý kiến của anh cũng như tất cả mọi người tham dự. Ở trong cái nghiên cứu của anh thì anh cái nguồn dữ liệu để anh tiếp cận để phục vụ nghiên cứu của anh là từ Labor Force Survey. Thì tức là trong cái đối tượng điều tra của Labor Force Survey thì là hộ gia đình, và như vậy thì mình có thể coi như là mình tiếp cận theo về cái thị trường lao động theo về phía cung lao động. Thế thì hiện tại giờ thì em thấy rằng là còn một cái bộ dữ liệu khác liên quan thị trường lao động, tức là về phía cầu. Em cũng có nghiên cứu và em cũng hiện tại giờ em đang collect cái data về cái các tin giao quảng cáo, tin giao tuyển dụng việc làm ấy, trên các cái trang việc làm của Việt Nam. Thì em cũng nghĩ bước đầu thì chạy mấy cái descriptive thì em thấy cũng có cái sự khác biệt về cái tin giao, số lượng tin giao thì có thể phản ánh một cái gì đó nói về cái nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, và hai nữa là có thể để có cái thay đổi trong cái tin giao, ví dụ như từ cái nội dung tin giao có thể tách ra được rằng trước Covid hoặc sau Covid, hoặc các thời kỳ các trước và sau các cái làn sóng Covid mình kia từng giai đoạn khác nhau thì lương thay đổi như thế nào đối với từng nhóm công việc, đối với giới tính, nhóm công việc và yêu cầu về công việc, hình thức, loại hình và kinh nghiệm, kể cả địa bàn nữa. Thì không biết rằng là nếu mà với những bộ dữ liệu như thế thì có thể bổ sung được gì cho cái nghiên cứu hiện tại của anh hay không, hoặc là có thể những cái hướng nghiên cứu nào tiếp theo từ bộ dữ liệu này không? Thì nên ạ. Vâng, cảm ơn bạn Hưng. Vâng, cái thông tin bạn nêu rất là hay đấy. Thật ra nếu như mà cái hướng mà bạn làm, nếu như mà chúng tôi hiểu một cách đúng là bạn đã sử dụng những cái kỹ thuật về big data, techniques để mà bạn quét những cái trang web quảng cáo, để mà bạn thu thập những cái dữ liệu để về quảng cáo việc làm. Vâng, thế nếu như mà bạn có thể thu thập được những cái dữ liệu mà trước khi dịch bệnh xảy ra hay là sau khi dịch bệnh xảy ra, thì đúng là những cái dữ liệu đấy có thể đem vào áp dụng vào mô hình different different, đúng rồi. Và thật sự ra mà nói đấy cũng là một cái nguồn dữ liệu rất là đáng quý, bởi vì nếu làm được cái dữ liệu đấy tốt thì thậm chí chúng ta có thể thu thập được dữ liệu đấy ngay trong cái thời điểm hiện tại, và chúng ta sẽ có những phân tích nó chính xác và kịp thời về cái khoản gọi là cái mặt như bạn nói là cầu của cái thị trường lao động.
Đấy, thế thì nhưng mà để mà chi tiết hơn thì có lẽ là chúng ta nên trao đổi chi tiết hơn, thì bạn có thể email hay là có thể chúng ta sẽ hẹn Vâng. meeting online thì chúng ta sẽ trao đổi một số cái chi tiết cụ thể hơn. Được không? Dạ vâng, cảm ơn. Theo một câu hỏi của bạn Trang Quỳnh là về phần nhận định của tiến sĩ về nhóm người trên 61 tuổi ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Và có phải nghiên cứu này mới được khảo sát trên nhóm người làm công ăn lương không? Bởi vì theo em biết thì nhóm người lao động tự do trên 61 tuổi khá đông và bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, cảm ơn bạn Quỳnh đã nêu một cái câu hỏi đúng là rất là liên quan. Vâng, thế thì đây cái này nó lại quay trở lại giống như một cái câu hỏi ở trên của một bạn là hỏi về cái nền gọi là informal sector và formal sector. Vâng, thế thì theo chỗ chúng tôi được biết thì cái labor force survey thì người ta có thu thập dữ liệu về đa phần là những cái người làm công ăn lương hay là những cái người mà theo chúng tôi hiểu là những cái người mà những cái gọi là những cái người trong thành phần kinh tế tương đối ổn định, còn những cái người mà thành phần mà những cái gọi là những cái thành phần người dân mà nhập cư hay là những cái thành phần người già, mà tức là những cái người khó khăn như ông thầy đấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể là về cái mặt đấy thì cái labor force survey nó chưa phải là nó chưa có thể là có một cái độ mẫu để mà bao trùm được lên cái nhóm đấy. Vâng, theo theo đánh giá của chủ quan của chúng tôi là như vậy, thì tất nhiên cái đấy chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn. Thế nhưng mà theo theo tôi nghĩ là như vậy thì chắc là chúng ta chưa có thể là đưa được ra một cái câu trả lời được chính xác được cho bạn, cũng giống như là cái câu trả lời cho những cái nhóm informal sector thì chúng tôi cũng cần phải suy nghĩ để tìm hiểu thêm những cái nguồn dữ liệu khác để đánh giá cho tốt hơn. Cũng liên quan đến cái ý này thì tôi trong cái phần mà tiến sĩ Hà Anh trình bày thì tôi thấy có tiến sĩ có tính đến cả tác động của COVID tới nghèo đói với bất bình đẳng. Tôi cũng hiểu rằng cái số liệu về nghèo đói này tiến sĩ lấy ở đâu, bởi vì nếu mà từ cái bờ phát survey tôi nghĩ khó mà tính được ra cái thu nhập đầy đủ của hộ gia đình để từ đó xác định mức nghèo. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, anh Linh nói thế. Vâng, thì chúng tôi xin phép được nói lại là cái mức đói nghèo mà chúng tôi tính là dựa trên tức là thứ nhất là cái biến đấy nó là wage income, tức là thu thu nhập từ lương, từ tiền công ăn lương, tức là wage income ở trong labor force survey. Vâng, thế còn cái chuẩn đói nghèo thì chúng tôi tạm thời là chúng tôi dùng luôn cái minimum wage để làm chuẩn đói nghèo đấy, bởi vì là cái wage income mà đấy. Thế thì rõ ràng là khi mà dùng này cái mức đói nghèo đấy là mức đói nghèo theo cái nghĩa là nếu như mà cái người làm công, cái worker đấy mà thu nhập ở dưới cái mức chuẩn đói nghèo, ở dưới cái mức minimum wage. Vâng, chứ nó không phải là cái mức đói nghèo giống như là cái VHLS mà chúng ta hay làm. Vâng, đúng rồi đấy, chúng tôi cũng xin nói rõ thế, đúng không? Đấy, anh nêu cái vấn đề đấy rất là chính xác. Vâng. Xin mời anh Kiên ạ. Đúng không, Kiên? Anh Kiên có đây thì anh có ý kiến luôn. Dạ vâng, cảm ơn anh Linh ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Hải Anh bài rất là thú vị ạ, và nhiều kết quả rất là hay, và em học rất là nhiều từ bài trình bày của anh. Em chỉ có một cái bình luận nhỏ liên quan đến kết quả đấy ạ. Tức là khi mà cái kết quả anh có hai cái ý mà em cảm thấy thấy về mặt logic thì nó sẽ hơi mâu thuẫn với nhau một chút, mà khi mà mình giải thích thì chắc là cẩn trọng hơn. Cái ý thứ nhất là anh đã chỉ ra rằng cái ảnh hưởng thì nặng nề nhất là đối với lại những người nghèo, thì điều này khá là rõ ràng. Ý thứ hai thì anh có giải thích liên quan tới cái việc mà những người học vấn thấp ấy, những người học vấn thấp thì lại bị ảnh hưởng ít hơn. Và sau đó thì anh Hải Anh có nói rằng khi mà nhìn lại cái dữ liệu một chút thì thấy rằng phần lớn những người này là làm nông. Đấy thì và giải thích rằng như thế thì thực ra là nó sẽ có cái hàm ý rằng cái việc làm nông này nó không 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 có relate lắm với việc nghèo. Thế thì em nghĩ là chắc là cái chỗ này mình cần phải giải thích một cách tinh tế hơn một chút nữa để cho nó thuyết phục hơn ạ. Đó, chỉ comment như thế thôi ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn, vâng, cảm ơn bạn 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 Đỗ Ngọc Kiên, vâng, đã có một cái bình luận rất
Vâng, rất là relevant, rất là liên quan. Vâng, thì thật ra mà nói, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao vì trong cái phạm vi bài trình bày, cho nên là nhiều khi có những cái chi tiết nó chưa nói rõ được thì là chúng tôi nêu ở trong cái working paper. Vâng, nhưng mà có một ý bạn, nếu đúng là đúng rồi, chúng tôi cũng không có nói rằng là những cái người nghèo là trong cái nhóm làm nông nông hết, đúng rồi, chúng tôi không có nói như vậy. Chúng tôi chỉ nói rằng là khi mà chúng tôi nhìn vào trong dữ liệu, chúng tôi có nhìn vào trong chỗ dữ liệu, và khi mà chúng tôi tabulate, tức là chúng tôi sâu cái biến số về về những cái người mà chưa đạt được cái học hết mức tiểu học ra, thì chúng tôi nhìn vào cái những cái economic sector của người ta, thì đa phần những cái người đấy là làm trong cái ngành nông nghiệp hay là sống ở vùng sâu vùng xa đấy, thì đấy đấy là cái dữ liệu khách quan mà chúng tôi thấy. À, vâng, thế còn nếu như mà cái số lượng người nghèo thì chúng tôi không hề nói rằng là những người nghèo làm ở trong ngành nông nghiệp, bởi vì trong có một thực tế là hiện nay chúng ta cái hiện tượng đô thị hóa ngày càng lớn, cho nên là chúng ta cũng có một tầng lớp nghèo ngày càng cao ở trong những cái vùng thành thị, thế cho nên là cái tầng lớp nghèo là cũng có ở cả thành thị và ở cả nông thôn. Dạ vâng, cảm ơn, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ nói rõ hơn. Dạ vâng, ok. Cảm ơn anh ạ. Tiếp theo có một câu hỏi của tiến sĩ Đặng Công Vinh về làm thế nào để có được cái dữ liệu này, nguồn dữ liệu. Rồi. Đúng rồi, vâng, thế thì vâng, thưa anh Vinh là thưa anh Đặng Công Vinh là cái nguồn dữ liệu này anh có thể mua được từ Tổng cục Thống kê. Vâng, thế thì Tổng cục Thống kê thì thật ra mà nói thì tất cả những cái nguồn dữ liệu ở Tổng cục Thống kê thì theo chúng tôi hiểu thì là Tổng cục Thống kê đều có chính sách để mà bây giờ cung cấp cho người sử dụng, và nhất là những cái nhà nghiên cứu, những cái người tức là chúng ta có thể nghiên cứu và phân tích những cái bộ micro survey. Thế thì anh có thể liên lạc với Tổng cục Thống kê để mà, và nếu anh cần contact information thì có thể các anh liên lạc với cả chúng tôi qua email, thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn là Hải Anh. Hiện nay những cái câu hỏi trên chat đã hết rồi, thì mời các anh chị, các bạn sinh viên, các nhà nghiên cứu, chúng ta có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt trực tiếp với cả tiến sĩ Đặng Hải Anh. Chúng ta còn khoảng 15 phút chương trình. Trong khi các anh chị chúng ta có thể suy nghĩ thêm về những câu hỏi nào thì có thể đặt ra, thì tôi cũng muốn hỏi anh Hải Anh xem là cái định hướng nghiên cứu tiếp theo về của trong những cái để tiếp nối cái báo này thì các anh có dự định như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn Linh Linh. Vâng, đúng rồi, đấy là một cái câu hỏi mà tất cả các nhà nghiên cứu như chúng tôi thì là đều quan tâm hết. Vâng, thì tất nhiên là tiếp nối sau cái nghiên cứu này thì có một vài hướng đi mới, thì là hướng mà chúng tôi sẽ định thực hiện tới là đấy, thứ nhất là giống như một bạn nêu là bây giờ cái tác động của dịch bệnh trong năm 2021 thì là nó có thể nó phức tạp và nó còn nặng nề hơn nữa. Thế thì nhưng mà cái hướng đấy thì sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, cho nên là hoặc là chúng tôi sẽ đợi cho đến khi chúng tôi tiếp cận được cái dữ liệu, đợi đến hơn đến có khi lại phải khoảng gần năm nữa thì mới có dữ liệu của Labor Force Survey năm 2021. Còn nếu không thì chúng tôi có thể tìm cách tiếp cận những cái nguồn dữ liệu khác, có thể big data hay những nguồn dữ liệu khác thì để phân tích sâu hơn. Vâng, và thế còn một cái hướng khác mà chúng tôi hiện nay cũng đang tiếp tục làm với cả anh tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, là chúng tôi sẽ sử dụng cái bộ dữ liệu của VHL SS năm 2020, tức là cái dữ liệu mức sống, điều tra mức sống dân cư năm 2020, để chúng tôi đánh giá cái tác động tương tự của dịch bệnh nhưng mà dùng cái bộ dữ liệu đấy. Và thì anh Lê và anh các bạn đều biết thì cái bộ dữ liệu VHLVS thì nó khác với cả cái Labor Force Survey ở chỗ là nó có những cái thông tin trực tiếp liên quan đến đói nghèo, và giống như là những cái thông tin chuẩn hóa về đói nghèo, hay là những cái thông tin về các thành phần dân cư, hay là nó có mặc dù cái sample size, tức là cái số mẫu quan sát nó nhỏ hơn nhiều, thế nhưng mà nó có nhiều cái chi tiết hơn về những cái mặt khác đấy. Thì thật ra chúng tôi đã có một cái kế hoạch để mà chúng tôi sẽ tiến hành một cái nghiên cứu đấy trong một cái thời gian ngắn. Và tất nhiên là chúng tôi cũng có những cái kế hoạch khác mà sự phân tích dự bộ dữ liệu đấy, và cũng như là cùng với anh Linh và mọi người.
Tôi xin phép có ý kiến ạ. Vâng, xin mời. À, tôi nghĩ là nghiên cứu chỉ ra tác động của COVID thì rất là tốt rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái biến động theo địa phương. Thế thì một cái hướng nghiên cứu có thể là xem các yếu tố, các biến đặc điểm địa phương nó tác động như thế nào đến cái hệ quả của COVID đến việc làm và thu nhập lao động. Vậy tôi nghĩ có thể là sẽ có những thông tin thú vị và có thể ra được những kết quả nghiên cứu thú vị. Vâng, cảm ơn anh Đặng Quang Vinh và vâng tiến sĩ Đặng Quang Vinh, và chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của anh. Dạ vâng. Từ nãy giờ tôi thêm chưa thấy nhiều bạn học viên từ MPP nêu ý kiến với thầy Hải Anh nhỉ. Đây có bạn, các bạn thể đặt câu hỏi với thầy mà có thể không nhất thiết là liên quan trực tiếp tới nghiên cứu này, mà có thể về cái công việc nghiên cứu nói chung, về định hướng cứu hay những cái vấn đề khác mà các bạn có thể quan tâm. Thì cũng xin giới thiệu là tiến sĩ Hải Anh làm chuyên gia kinh tế cao cấp ở Ngân hàng Thế giới ở Washington DC. Tiến sĩ Hải Anh đã làm việc ở UBank, Ngân hàng Thế giới hơn 10 năm, nhưng có rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu cũng hoàn thiện chính sách ở các nước. Thì ở đây chúng ta chương trình thạc sĩ chính sách công, thì một trong những công việc của chúng ta rất là quan tâm để chúng ta làm sao đưa những cái kiến thức mà chúng ta học được vào thực tiễn, vào tham gia vào việc định chính sách, như tư vấn chính sách. Tôi nghĩ rằng về những phương diện này thì tiến sĩ Hải Anh cũng có thể rất nhiều có kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Tôi xin đặt một câu hỏi tiến sĩ Hải Anh về liên quan tới cái vấn đề mà gọi là thầy Linh ơi, có người muốn hỏi kìa. Vâng, ở đâu ạ? Bạn nào muốn hỏi tôi phát biểu đi ạ? Mời chị Phạm Thị Nga, thầy Linh có quý muốn phát biểu. Vâng ạ, xin cảm ơn các anh. Trước hết tôi cũng đánh giá rất cao về những cái thông tin mà nhà báo cáo anh Đặng Hải Anh cũng đã có những cung cấp thông tin. Thực ra cũng xin giới thiệu với các anh, em là nghiên cứu dưới góc độ là luật, cho nên là những thông tin về góc độ là những con số thống kê giá với những phương pháp thống kê như vậy thì em cũng rất là thấy rất là hay. Và quả thật là nếu như mà các cái nghiên cứu liên ngành ấy mà có thể kết hợp được với nhau để cho ra những cái nhận định, những cái con số nó cũng sẽ có rất nhiều giá trị. Bên cạnh những cái thông tin mà anh Hải Anh cũng đã cung cấp trong bài báo cáo thì em thấy là chắc là những cái nhận định về những cái giảm hoặc là mất thu nhập cũng như là ảnh hưởng đến vấn đề về bình đẳng giới, những cái thông tin trong báo cáo đó thì đã được tổng hợp dựa trên những con số đã được thống kê bởi như anh đã nói, tức là những cái khảo sát cũng trên diện rộng, thì không biết là trong đó nó thể hiện ở mức độ nào những cái hỗ trợ, những cái chính sách của Việt Nam mà trong đó để giảm thiểu bớt những cái tác động tiêu cực đối với lao động và việc làm hay không, hay là đơn thuần chỉ là đánh giá những cái tác động trực tiếp ở trong một giai đoạn khảo sát, hay là trong cả một quá trình dài trong đó đã bao hàm cả những chính sách hỗ trợ của nhà nước ạ. Em muốn hỏi thêm thông tin như vậy. Xin cảm ơn. Dạ vâng, vâng, cảm ơn chị Phan Thị Thúy Nga. Vâng, những cái câu hỏi chị nêu lên thì theo chúng tôi được hiểu là chị đang nêu cái câu hỏi là những cái đánh giá vừa rồi chúng tôi báo cáo là đã tính đến những cái gói trợ giúp hay là những cái gói hỗ trợ của chính phủ trong thời gian chúng tôi đánh giá hay chưa? Vâng, thế thì cái câu trả lời chúng tôi xin nói rằng là khi đánh giá tác động này thì chúng tôi đánh giá cái tác động nó có thể nói, nó gọi là cái tiếng Anh nó gọi là cái net impact, tức là cái tác động cuối cùng mà tức là trong cái khoảng thời gian như vậy thì là cho dù là có những cái tác động khác về mặt hỗ trợ về mặt an sinh xã hội hay là không có hỗ trợ an sinh xã hội thì nó vẫn phản ánh ra cái tác động cuối cùng là đối với tiền lương của người làm công ăn lương là như thế nào, rồi đối với những cái người thu nhập của người ta ra làm sao. Thì nó gọi là cái net impact, tức là nó trên lý thuyết là nó đã bao gồm hết những cái trợ giúp như vậy rồi. Thế còn những cái thông tin thêm ngoài này thì giống như gần đây thì là
Nếu như mà chị và mọi người có thể là cũng đưa trên tin trên báo chí là chúng ta có thể thấy là chính phủ đã cũng đã có những cái gói cứu trợ và hỗ trợ rất là tốt, ví dụ 65.000 tỷ hay là bao nhiêu đấy trong năm 2020. Thế nhưng mà gần đây theo đánh giá của Quốc hội thì cho thấy rằng là những cái người mà được nhận những cái gói hỗ trợ đấy thì chưa được nhiều, bởi vì là nhiều những cái thủ tục nó rườm rà hay là nó thủ tục xác minh rất là cần mất rất nhiều thời gian. Thế thì theo chúng tôi hiểu thì là như vậy, nếu như mà theo thông tin của báo chí nêu như vậy thì chứng tỏ là đa phần những cái gói hỗ trợ của chính phủ trong năm 2020 có thể là nó chưa có tác động nhiều hay là thậm chí nó chưa được giải ngân nhiều. Có thể trong năm 2021 này thì tình hình khác đi thì những cái gói đấy nó được giải ngân nhanh chóng hơn. Đấy là theo chúng tôi hiểu. Vâng, em cảm ơn anh Hải Anh ạ. Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta có một câu hỏi mới. Bộ dữ liệu này chưa xem xét đến những ứng phó của người lao động. Vậy thầy có một vài finding nào về vấn đề này không ạ? Thời gian sắp tới tôi rất mong đợi có được nghiên cứu về khía cạnh này, nhất là với tác động của làn sóng dịch bệnh hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn bạn. Vâng, cái câu hỏi này thì cũng rất là hay, câu hỏi này rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề là đúng rồi, giống như bạn nêu là cái vấn đề ở đây là cái bộ dữ liệu Labor Force Survey thì nó chưa có hỏi những cái hỏi trực tiếp về những cái hành động, những cái response, những cái action của cái người lao động. Đúng rồi, thì đấy là một cái điểm yếu của cái bộ Labor Force Survey này. Thế thì trong một cái trường mực nào đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là cái bộ VHLS thì nó có nhiều những cái thông tin đấy hơn về những cái phản ứng của hộ gia đình. Ví dụ như là hộ gia đình đầu tư, tiếp tục đầu tư là bao nhiêu, rồi là trong năm vừa rồi hộ gia đình có cho con cái đi học hay không. Đấy, ví dụ như thế thì có lẽ chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn sử dụng cái bộ dữ liệu của VHLS để trả lời những cái câu hỏi liên quan giống như bạn nêu. Có một câu hỏi là trong tình hình dịch COVID năm 2021 là rất nặng nề thì tác động từ việc tăng lương vào tháng 7 năm 2022 sẽ nảy sinh vấn đề lạm phát tăng cao và do đó thì sẽ gia tăng tỷ lệ đói nghèo. Thì tiến sĩ nhìn nhận định như thế nào về cái ý như này, từ việc tăng lương, cái kế hoạch tăng lương của năm 2022? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn, nhưng mà theo như tôi hiểu thì câu hỏi của bạn nó đề cập đến rất nhiều những cái khái niệm và vấn đề phức tạp. Thứ nhất là cái mối quan hệ giữa chuyện là tăng lương và lạm phát thì thứ nhất chúng ta cần phải xác định rõ hơn. Đấy, cần, theo tôi nghĩ là cần phải có những đánh giá lượng hóa và chính xác hơn là về cái mức độ, cái mối quan hệ giữa tăng lương và lạm phát là bao nhiêu. Vâng, đấy là vấn đề thứ nhất. Rồi vấn đề thứ hai nữa là bởi vì có giải quyết được cái vấn đề đấy chính xác thì chúng ta mới đánh giá được cái tác động của cái việc tăng lương và lạm phát đối với đói nghèo, đúng không bạn? Chứ còn theo như tôi nghĩ là vấn đề tăng lương là một cái vấn đề tích cực, là một cái tin tích cực của nền kinh tế, cho nên là tăng lương thì sẽ, thật ra mà nói thì sẽ giúp nâng cao mức sống, và với những cái biện pháp phù hợp thì tăng lương là nâng cao mức sống thì còn có thể làm giúp giảm cái tỷ lệ đói nghèo chứ không phải là tăng tỷ lệ đói nghèo. Đấy, thế thì theo nhận định của chúng tôi là như vậy. Thế còn những cái vấn đề như bạn nêu là Hải Phòng và Quảng Ninh là có những cái thành phần về kinh tế về dịch vụ gần như phá sản cao thì đúng là chúng ta cần phải có những cái dữ liệu cập nhật của năm 2021 và như chúng tôi vừa nêu để đánh giá cho tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Chắc là hôm nay cái phần này của chúng ta, tôi nghĩ rằng là có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều bạn tham dự rất là quan tâm về cái chủ đề như cái báo cáo của sĩ Đồng Hoàng Hải Anh. Thì về báo cáo này các bạn có thể xem trên cái đường link ở trong phần chat ấy, có thể sĩ Đặng Quốc Vinh có gửi cái đường link của báo cáo thì chúng ta có thể đọc kỹ hơn về báo cáo này. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ, về cá nhân tôi sẽ đọc kỹ, thì tôi nghĩ báo cáo rất là hay, rất thú vị cũng như về mặt khoa học và về mặt ứng dụng chính sách. Thì trong cái phiên thảo luận hôm nay thì chúng ta đề cập đến rất nhiều vấn đề liên quan tới ảnh hưởng của COVID đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đến vấn đề lao động việc làm. Thì tôi cũng thay mặt chương trình MPP, tôi rất là xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Hoàng Hải Anh đã có những trao đổi về nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ và đồng nghiệp với cả giảng viên, học viên của chương trình MPP cũng như Đại học Việt Nhật. Mong là trong thời gian tới các tiến sĩ có thể tiếp tục tham gia cộng tác cùng chương trình.
và cùng Đại học Việt Nhật. Cũng rất là cảm ơn các bạn học viên, các thầy cô giáo cũng như những bạn ở bên ngoài chương trình Đại học Việt Nhật mà chúng ta quan tâm tới cái chương trình này, seminar của Đại học Việt Nhật liên quan tới vấn đề COVID. Thì cũng xin thông báo là chương trình MPP của chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những cái hoạt động về seminar này. Thông thường bình thường thì các hoạt động seminar thực hiện ở nhà trường, nhưng mà đợt này do COVID và giãn cách xã hội thì chúng ta thực hiện hoạt động virtual seminar. Thì cũng các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới trên trang web cũng như trên Facebook cho những cái hoạt động seminar trong giai đoạn tiếp theo. Về như vậy thì tôi cũng muốn xin mời cô Trần Thị Trung Tú để chúng ta có thể phát biểu một số ý mà kết thúc về nội dung của cái buổi tọa đàm này. Mà trước khi kết thúc tọa đàm thì tôi cũng xin giới thiệu thêm vào cái phần 2 của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái phần về giới thiệu về hoạt động của chương trình MPP. Thì xin mời cô Tú ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy Linh ạ. Có lẽ là cho phép tôi một lần nữa được thay mặt cho ban lãnh đạo trường Đại học Việt Nhật xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Hoàng Hải Anh đã chia sẻ những kết quả nghiên cứu rất là thú vị và có rất nhiều cái hàm ý chính sách rất là hay cho các học viên, giảng viên và nghiên cứu viên của chương trình MPP cũng như là trường Đại học Việt Nhật. Và đồng thời thì cũng đã thảo luận rất nhiều cái định hướng nghiên cứu mới trong tương lai, và tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian tới, như tiến sĩ Linh vừa chia sẻ đấy, được trân trọng kính mời tiến sĩ Đặng Hoàng Hải Anh sẽ có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại chương trình MPP của trường Đại học Việt Nhật. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc tiến sĩ Hoàng Anh ngày mạnh khỏe và có nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng, có ý nghĩa hơn nữa. Và xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Hồng Linh và rất nhiều, và tiến sĩ Trần Thị Thanh Tú. Vâng, chúng tôi rất là trân trọng cái lời mời và cái cơ hội được trình bày trong cái hội thảo ngày hôm nay, và cũng là một cái dịp để mà chúng tôi có điều kiện để mà trình bày những kết quả của mình và nhận được những cái phản hồi rất là hay của tiến sĩ Trần Thanh Tú, tiến sĩ Vũ Hồng Linh và của các cái giảng viên cũng giống như các bạn sinh viên của chương trình và những cái bạn tham gia buổi hôm nay, và cho những cái nhận xét này rất là quý báu, và chúng tôi sẽ dùng nó để mà giúp cho cái bài nghiên cứu đưa ra những cái chính sách hay là viết được ra những cái bài báo được tốt hơn để mà đóng góp nhiều hơn. Xin cảm ơn. Tôi xin phép là chúng ta sẽ dành khoảng 20 phút cuối để chương trình giới thiệu về cái nội dung của chương hoạt động của chương trình MPP ở Đại học Việt Nhật. Thì trước hết là chúng tôi xin giới thiệu với cả quý vị tham dự hội thảo về chương trình Thạc sĩ Chính sách công của Đại học Việt Nhật. Và chương trình được chúng ta đều biết là trường Đại học Việt Nhật là trường đại học mới thành lập cách đây mấy năm trên cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thì ở trường chúng tôi có khoảng 10 chương trình thạc sĩ trong các ngành, trong đó có chương trình thạc sĩ về chính sách công. Ở phía chương trình, giám đốc của chương trình là tiến sĩ Nguyễn Thị Anh. Hôm nay tiến sĩ Thị Anh mệt nên không thể tham dự chương trình. Đồng giám đốc ở chương trình ở bên phía Nhật Bản là giáo sư Okamoto Nasisa. Chương trình được hợp tác giữa Đại học Việt Nhật và Đại học Tsukuba, một trong những trường đại học công lớn nhất ở Nhật Bản. Thì hiện nay về phía chương trình, chúng tôi có một chuyên gia JICAGiáo sư Nakashikato, giáo sư hiện nay đang ở Nhật Bản nhưng mà sẽ sang Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tôi, Vũ Hoàng Linh, điều phối viên và giảng viên chương trình, và tiến sĩ Đặng Long Vinh, giảng viên chương trình. Về phía trường đại học đối tác, thì trường đại học Tsukuba là một trong 10 trường đại học có uy tín nhất ở Nhật Bản, và có trường bao gồm 28 trường trực thuộc và trường khoa trực thuộc với khoảng 16.500 sinh viên. Trường có cái campus của trường gần thứ hai ở Nhật Bản trên tổng diện tích là 258 hectare,
và cách Tokyo chừng khoảng 70 km. Trên đây là hình các hình ảnh các khuôn viên các campus của trường Đại học Đối tác, trường Đại học Chikuba. Chương trình thạc sĩ chính sách công của trường Nhật Bản đã trường Đại học Nhật được tiến hành trong khoảng thời gian là 24 tháng. Cách thức học là nội dung học của chúng tôi là học tham và chương trình được giảng bằng tiếng Anh. Và nội dung của chương trình được xây dựng trên cơ sở là sự phối hợp giữa trường Đại học Chikuba và trường Đại học Nhật Bản để thiết kế những cái nội dung các môn học. Mục đích của trong chương trình FPP là nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và hiểu biết về những quá trình phức tạp cũng như là những thách thức trong cái việc lập chính sách công, lập chính sách như thế nào, thực hiện như thế nào và định giá và đánh giá như thế nào, và trang bị cho sinh viên những cái kỹ năng phân tích để cần thiết cho việc trở thành những nhà lãnh đạo, những người dẫn ra, nhà ra quyết định cũng như nhà tư vấn về chính sách. Về nội dung chương trình thì chúng đây là về cái cấu trúc của chương trình, thì chúng tôi bao gồm những cái mảng chương trình môn học liên quan tới chính sách kinh tế và mảng liên quan tới chính sách phát triển vùng, cùng có 10 credit là các môn bắt buộc của FPP, 2 credit là các môn bắt buộc của VCU, luận án thạc sĩ là 98 credit. Đặc biệt là chương trình bao gồm một cái nội dung là thực tập về mặt chính sách công gồm 4 credit, mà thông thường là các bạn sẽ đi thực tập ở bên Nhật Bản. Chỉ có khóa vừa rồi, khóa 4 thì hiện nay chúng tôi chưa không thực hiện được cái việc để đưa các bạn sang Nhật Bản thực tập bởi do vấn đề về Covid nên không, các bạn không sang được. Vấn đề hình ảnh các bạn sinh viên, các khóa trong tham dự chương trình. Chúng ta có rất nhiều hoạt động của chương trình. Đây hình ảnh các bạn sang thực tập ở bên Nhật Bản. Thường các bạn sẽ có 3 tháng để sang Nhật Bản để thực tập ở tại trường Đại học Chikuba. Như trong chương trình ngoại khóa thì các bạn sẽ tham dự các môn học ở bên trường Đại học Chikuba, cũng như tham dự các hoạt động ngoại khóa như là đến thăm và đến làm việc tại các cơ quan của chính quyền của ở bên Nhật Bản. Trên đây là những cái giới thiệu về sơ bộ của về chương trình MPP. Đặc biệt là chương trình có những cái ưu đãi về mặt học phí và học bổng, rất nhiều học bổng cho các bạn tham dự, do có sự cam kết lâu dài từ phía Nhật Bản trong việc hỗ trợ tham dự chương trình. Chương trình hiện nay thì chúng về trong các khóa trước ấy, chương trình giảng dạy theo là full time, các bạn sẽ phải để có đảm bảo một chất lượng học tập tốt nhất cho các bạn học viên. Rồi trong khóa tới là chương trình sẽ chuyển sang hoạt động part time, nghĩa là người học có thể học cả ngoài giờ hành chính để tăng cường cái số lượng mà chúng ta có thể tham dự chương trình, tạo điều kiện cho các bạn có thể tham dự chương trình. Các bạn nếu có câu hỏi gì có cần làm hiểu để hiểu rõ hơn chương trình này, xin các bạn cứ đặt hỏi. Cảm ơn. Mới thầy Vinh có bổ sung ý kiến nhỉ? Vinh hay có Tú bổ sung ý kiến tiếp? Dạ vâng, cảm ơn thầy Linh. Tôi xin phép nhờ thầy Linh làm rõ hơn, bởi vì cá nhân tôi thì cũng mới tham gia công tác tại trường Việt Nhật chưa nhiều, cho nên tôi cũng muốn làm rõ hơn, thầy giải thích rõ hơn về cái điểm khác biệt hay là cái điểm mạnh của cái chương trình MPP này của trường Đại học Việt Nhật so với các chương trình khác hiện nay đang triển khai ở Việt Nam, được không ạ? Và xin cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn cái câu hỏi của cô Tú ấy. Thì về cái điểm mà đặc biệt của chương trình MPP so với cả chương trình khác ấy, thì chúng tôi thấy rằng đây là một chương trình rất là mạnh ở Việt Nam. Chương trình MPP này tôi nghĩ rằng về mặt nội dung cũng như chương trình, về mặt chất lượng giảng dạy, giảng viên thì một trong có lẽ là chỉ có ở chương trình Đại học Fulbright ở trong Sài Gòn chất lượng tương tự. Bởi vì chúng tôi có một cái đội ngũ về giảng viên này, từ bao gồm các giáo sư từ Nhật Bản, có khoảng 60% hình như cái thời lượng giảng dạy của chương trình là do các giáo sư từ Nhật Bản. Và nội dung của chương trình được thiết kế từ
cái chương trình về thạc sĩ chính sách không của Đại học Sư phạm 3 và có và có những đổi cho phù hợp cho với cả cái đặc thù Nam. Nhưng anh có ở phía Nam chúng tôi cũng cùng rất nhiều giáo sư, phó sư, tiến sĩ giảng dạy ở chương trình và các thầy đều học cũng ở và ở các trường tốt nghiệp tiến sĩ ở các trường ở châu Âu hay ở Mỹ hay Nhật Bản. Về giảng viên cơ hữu thì chúng tôi thì có một chương trình nó cũng nhỏ nhỏ thôi, cũng chỉ 2-3 thầy cô. Và ngoài ra chúng tôi có rất nhiều cái thầy cô ở bên ngoài đều tốt nghiệp các trường và cũng làm việc tại những cái trường, những viện hay những cơ quan như quốc hội tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó thì chúng tôi có những cái hoạt động như là có những cái buổi seminar giống như hôm nay, mời các chuyên gia từ nước ngoài cũng như các chuyên gia ở các cơ quan ở Việt Nam tham gia cùng hướng dẫn giúp các bạn. Thì tôi nghĩ đấy. Tôi xin bổ sung là MPP nói chung, nói riêng và các chương trình thạc sĩ của VJEU nói riêng, nói chung ấy, thì có được hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản về học bổng và thực tập ở bên Nhật, và đó là những cái điều kiện rất là tốt cho các học viên có thể có những kiến thức tốt với chi phí thấp và có cơ hội được thực tập tại Nhật Bản. Vâng, xin cảm ơn hai thầy ạ. Tôi cũng xin phép bổ sung thêm là về các cái chính sách học bổng ấy, hiện nay của trường Đại học Việt Nhật thì cũng là một cái điểm rất là khác biệt so với các cái trường đại học khác, và đặc biệt học bổng của trường Việt Nhật là dành cho cả đối tượng cử nhân và thạc sĩ. Dưới sự hỗ trợ của chính phủ Nhật trong cái chương trình dự án của hỗ trợ nâng cao năng lực TC2 cũng như là cái dự án hỗ trợ thông qua nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA, thì có rất nhiều cái học bổng. Ngoài cái học bổng về mặt internship ở Nhật như là thầy Vinh và thầy Linh vừa chia sẻ, thì những cái học bổng trực tiếp cho sinh viên dưới dạng là hỗ trợ toàn phần học phí hoặc là 50% học phí, và những học bổng này sẽ được xét duyệt định kỳ, mỗi một kỳ sẽ xét duyệt một lần. Tôi cho rằng là đây là một cái điểm khác biệt, một cái sự hấp dẫn đối với các bạn nếu mà muốn quan tâm đến chương trình MPP cũng như là các chương trình khác thạc sĩ ở trường Đại học Việt Nhật. Xin cảm ơn. Mời anh Kiên ạ. Cảm ơn anh Đinh. Anh Đinh, xin lỗi em muốn hỏi một chút là không biết cái quy mô đào tạo của bên chương trình mình là như thế nào ạ? Và cái điều kiện tuyển sinh như thế nào ạ? Nếu mà có thông tin chi tiết anh cho em xin cũng được không ạ? Vì hiện giờ thì em đang phụ trách cho ban quản lý đào tạo của bên trường ngoại thương ạ. Đấy, thì nếu như mà có thông tin đấy mà các bạn sinh viên có thể tiếp cận được, mình giới thiệu các bạn thì cũng là một kênh rất là tốt ấy. Mình muốn cho các bạn sinh viên là muốn định hướng ấy. Thế thì nếu có thông tin chi tiết thì mong anh Đinh cho em xin, em tham khảo có gì em xem có thể giới thiệu các bạn ạ. Em rất là quan tâm, không biết là cái quy mô của chương trình mình là khoảng bao nhiêu sinh viên và em sẽ thế ạ. Anh Linh đang tắt mic ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Kiên rất nhiều. Xin giới thiệu tiến sĩ Kiên là cũng mới học hoàn thành chương trình tiến sĩ ở Nhật về và đang giảng dạy tại Đại học Ngoại thương. Thì bên mình sẽ gửi cho Kiên cái nội dung về những cái quy mô đào tạo cũng như là các môn học của cơ thi cường của chương trình để thầy có thể xem, thầy giới thiệu xem cho các bạn sinh viên Đại học Ngoại thương. Bạn này cũng xin giới thiệu là chương trình hàng năm tuyển sinh khoảng từ 15 đến 20 học viên. Như vậy quy mô chương trình là khoảng 15-20 người. Các bạn chúng ta sẽ học khoảng 2 năm, trong đó khoảng 3 tháng ta sẽ thực tập. Về cái nội dung về các chương trình thì các bạn quan tâm thì chúng ta có thể vào trang web của VCU thì sẽ có tên của các môn học, mô tả các môn học, syllabus của các môn học, các bạn có thể tham khảo. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho các bạn có những yêu cầu. Xin cảm ơn. Xin mời Thảo vào. Em xin kính chào các thầy cô và các bạn. Em tên là Thảo, là cựu sinh viên của MPP khóa 2. Hiện nay em đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Chikuba của Nhật Bản.
Với tư cách là một cựu sinh viên và hiện nay đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Chư Ba, thì em xin chia sẻ thêm một cái thông tin về khía cạnh là đối với những bạn mà mong muốn học lên tiến sĩ sau khi tốt nghiệp MPP ấy, thì như cá nhân em ấy, thì được tạo điều kiện rất là nhiều. Trong quá trình học tập thì em được các thầy cô và các anh chị ở trong trường hỗ trợ về định hướng nghiên cứu. Và trong quá trình làm hồ sơ ấy, thì sinh viên của MPP nói riêng và VGU nói chung ấy, thì được tạo điều kiện hỗ trợ rất là nhiều. Thậm chí là trường còn phân công một chuyên viên là chuyên hỗ trợ sinh viên trong quá trình làm hồ sơ, screen hồ sơ, góp ý vào từng câu, từng chữ trong hồ sơ. Cho nên là những cái hỗ trợ đấy là rất là cần thiết và rất là khó. Nếu như bản thân em thì em tự nhận thấy là bản thân em rất là khó để có thể có được học bổng lên tiến sĩ nếu như mà không học thạc sĩ tại PGU. Thì đấy là những cái chia sẻ về cái câu nhận cá nhân em, và hy vọng là nó sẽ hữu ích cho những cái bạn mà đang có định hướng là theo định hướng học thuật, tức là sau khi học thạc sĩ các bạn có định hướng học lên tiến sĩ ngành kinh tế học hoặc là liên quan đến chính sách công chẳng hạn, thì nếu các bạn học ở VCU sẽ có một cái nền tảng rất là lớn và một sự hỗ trợ rất là lớn từ phía trường cũng như là từ chương trình MPP. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Thảo, cũng xin giới thiệu Thảo là một trong học viên xuất sắc của chương trình, và sau khi tốt nghiệp thì các bạn đã Thảo được học bổng sang Nhật làm tiến sĩ. Hầu như là khóa nào chương trình cũng có các bạn học viên cũng tốt nghiệp và sau đó thì được nhận tiếp làm tiến sĩ. Có một câu hỏi là phỏng vấn đầu vào thì có thể phỏng vấn bằng tiếng Việt không, thì chúng tôi xin trả lời là phần phỏng vấn sẽ thực hiện bằng tiếng Anh, và chương trình có tổng cộng 60 tín chỉ. Thì các bạn là quan tâm cần biết thêm chi tiết ấy, xin mời các bạn có thể ghi tên mình trên chat này, cái phần chat này, và ghi email thì chương trình sẽ gửi cung cấp lại chi tiết thông tin các bạn. Xin cảm ơn. Vâng, như vậy là chúng ta thấy rằng là cái hôm nay buổi sáng này chúng ta đã thảo luận được rất là nhiều vấn đề liên quan tới seminar của tiến sĩ Đặng Hải Anh, rất nhiều vấn đề thú. Và thay mặt chương trình thì chúng tôi xin rất là trân trọng cảm ơn quý vị đã tham dự chương trình, bao gồm và những cái câu hỏi, những cái ý kiến của quý vị liên quan tới nội dung trình bày của tiến sĩ Đặng Hoàng Anh, cũng như liên quan tới những cái muốn hỏi thêm về nội dung của chương trình MPP, thì xin mời anh các chị có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua bạn Hương trợ lý chương trình, thì chúng tôi sẽ có bạn ý sẽ tổng hợp lại và sẽ có những phản hồi với chương trình. Thay mặt chương trình thì chúng tôi xin cảm ơn và xin sự tham dự của các anh các chị. Xin kết thúc cái buổi làm hôm nay tại đây ạ. Và xin cảm ơn chương trình, cảm ơn các thầy cô ạ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Cảm ơn cô Thú ạ. Và cảm ơn, tạm biệt ạ. Chào, xin tạm biệt tất cả nha. Chào thầy cô ạ. Chào thầy cô ạ. Xin chào thầy cô ạ.